chương 681. Chính mình cùng có rang bao lâu chưa thấy qua rồi. Đại khái là từ lần trước thần tập gặp mặt về sau chính mình đã hôn mê, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã ở tóc cắt ngang trán hẻm trong tứ hợp viện, sau đó tự không gặp qua. Có đôi khi lữ thụ cũng đang suy nghĩ có rằng lúc trước một người liền dẫn hai cái pho tượng kỵ sĩ dết tới thần tập vì chính mình báo thù cử động cần lớn cỡ nào dũng khí. Khi đó lữ thụ xa xa nhìn thấy có rằng ánh mắt lúc liền cảm giác đối phương giống như đã đem sinh tử không để ý như vậy trước kia hắn xem tivi kịch thời điểm kiểu gì cũng sẽ đối với bên trong cảm tình khịt mũi coi thường nào có nhiều như vậy sinh ly tử biệt nào có nhiều như vậy yêu hận tình cừu kết quả chính mình không cẩn thận bước vào tu hành thế giới đi sau hiện nguyên lai thật sẽ có một người như thế tự như là ở vận mệnh bên trong ngừng chân lấy chính là vì rồi chờ đợi ngươi hắn rất tự tư từng cảm thấy thế gian này cảm tình cũng không có cỡ nào không gì phá nổi thế gian sẽ phá hủy hết thảy. Có đôi khi người khác hơi đối với ngươi biểu thị điểm hảo cảm, ngươi liền thẳng lộ nội tâm, ngươi cảm thấy đây là thẳng thắng, kỳ thực đây là cô độc. Lữ thụ cô độc sao? Cũng không, hắn có Lữ Tiểu Ngư. Tuy nhiên trong sinh hoạt có nhiều như vậy phiền não, hôm nay khách nhân nói trứng gà nấu không thể ăn, giọng đồ chấm bên trong giấm không đủ nhiều, ngày mai khách nhân cho rồi lữ thụ một trương 50 đồng tiền tiền giả để hắn đau lòng muốn khóc tuy nhiên hắn cũng sẽ không đem những phiền não này nói cho lữ tiểu ngư nhưng lữ tiểu ngư đều hiểu a à. lữ thụ muốn dùng thời gian sang bằng hết thảy cho đến ngày nay hắn cũng không xác định có rang vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây nhìn thấy hắn liền bật cười nhưng là hắn muốn bảo vệ có rang cái này cùng cảm tình không có quan hệ bởi vì có rang từng bảo hộ qua hắn từng ở chính mình trọng thương tình huống đem hắn cổng lên người từng bước một hướng pháo đài bên ngoài xây dịch thậm chí cho phép hắn lại đi đem lưu tu thi thể mang đi khi hắn xa xa đồng hành lấy cùng có rang đội ngũ hướng thành thị đi vào trong đi thời điểm lữ thủ chính là phát hiện francisco mấy người bên cạnh cũng động lên đúng là phân tán ra hướng bắc âu thần tộc đội ngũ tới gần xa xa suýt lấy lữ thủ giả bộ như bình thường du khách thưởng thức cái này thịnh ngày lễ lớn bên trong sardinian đảo ven đường quà vặt, bước chân cũng không ngừng sardinian đảo đồ ăn coi như có đặc sắc bởi vì là hòn đảo cho nên hải sản rất nhiều nhất có đặc sắc vẫn là khung sắt bên trên một đầu đầu xuyên lên heo sữa quay. Có người ưa thích thần thoại châu Âu Mỹ thực, nhưng mà chân chính nếm qua người, đại bộ phận đều sẽ càng muốn về nhà. Nơi này không có cái gì cao lầu cao ốc, vì vực phong tình căn phòng nhỏ đại khái là là ba bốn tầng lầu độ cao, lữ thụ đi xuyên qua tòa nhà lớn ở giữa đi theo Bắc Âu thần tộc đội ngũ, nhưng vào đúng lúc này không biết thế nào có rang bỗng nhiên hướng hắn cái phương hướng này nhìn tới. Có rang trong tầm mắt một người ảnh đều không, nàng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng cảm giác được cái gì, cái loại cảm giác này tự như là có một loại nhiệt độ ở dần dần tiếp cận giống như. Phía sau nàng một cái nam tính nhìn thấy co rang dừng lại tự hồ tại tìm tìm cái gì liền hỏi, làm sao rồi? Không có việc gì, giống như nhìn thấy rồi một cái người quen, co rang bình tĩnh lung lay đầu, chỉ là sắc mặt của nàng có chút tiêu tụy, cũng không phải là tinh thần trạng thái không tốt cái kia loại, mà là thân thể giống như là xảy ra vấn đề gì. Hắn người đứng phía sau tựa hồ đã sớm thói quen rồi, thuận miệng liền nói ra, hắn để ngươi ở thần tập bị thương nặng như vậy, đến nay vĩnh hằng chi thương bên trên vết trách đều không thể chữa trị, nhưng là hắn đâu, lâu như vậy rồi hắn có hỏi qua ngươi một lần sau. Ngươi thân là Bắc Âu thần tộc lãnh tụ chúng ta không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi, chẳng qua là cảm thấy tức giận. Co Rang tiếp tục đi về phía trước, bình tĩnh nói ra, biểu ca không cần phải nói rồi, hiện tại cầm thế giới bên dưới thụ tiêu bản mới là chuyện trọng yếu nhất rút ra thế giới thụ năng lượng phương pháp chúng ta đã đã tìm được rồi giác tỉnh trái cây chúng ta cũng có ta không có việc gì ta không phải vẫn luôn không có sẽ liên lạc lại qua hắn à ngươi cũng chỉ coi ta muốn đi làm rồi một chuyện tốt đi ông ngoại không vẫn tại nói cho chúng ta biết phải làm cho tốt người sao ngươi đây chẳng qua là đi làm việc tốt à rất có thể lừa gạt chính mình rồi nếu như người tốt không có hảo báo lời nói cái kia còn làm người tốt lành gì co rang sau lưng biểu ca bất đắc dĩ nói lúc này co rang bỗng nhiên nghiêm mặt nói chúng ta kiên trì một việc cũng không phải là bởi vì làm như vậy rồi sẽ có kết quả gì mà là tin tưởng vững chắc làm như vậy đúng co rang người đứng phía sau đều không nói lời nào rồi trên thực tế khi co rang chân chính bắt đầu gánh vác lên bắc âu thần tộc trách nhiệm về sau cũng đã xảy ra một chút cải biến nàng cần trực diện một số trên thế giới này nhất bóng tối chuyện cũng cần kiên cường đứng ở thần điện bên trong thành là chân chính bắc âu thần tộc tinh thần lãnh tụ có lẽ nàng hiện tại làm còn chưa đủ tốt nhưng nàng đang cố gắng cho nên ở thời điểm này nàng phẩm đức đem ảnh hưởng toàn bộ bắc âu thần tộc tương lai lữ thụ xa xa đứng vững ở một tòa kiến trúc phía sau hắn không nghĩ tới chính mình khoảng cách xa như vậy đều có thể bị có rang phát giác được đối phương cũng không có tấn thăng cấp a hơn nữa tín ngưỡng lý luận bộ người cũng ở suýt lấy có răng cũng không có phát hiện bọn hắn nếu như nói trước đó lữ Thụ còn có chút hoài nghi tín ngưỡng lý luận bộ động cơ hiện tại chỉ sợ hắn đã có thể xác định rồi còn lại các tổ chức lớn lẫn trong đám người người nhiều nhất cũng liền là hướng bắc âu thần tộc bên kia nhìn một chút nghị luận một chút mà tín ngưỡng lý luận bộ liền khác biệt rồi lữ thù cũng phát hiện có răng sắc mặt tựa hồ không tốt chỉ là khoảng cách quá xa hắn cũng vô pháp xác định nhưng bất kể như thế nào hắn như là đã quyết định làm chút gì liền sẽ không bởi vì là tín ngưỡng lý luận bộ tồn tại mà lùi bước. Hơn nữa chính mình cũng bị Francisco đuổi theo phi nước đại rồi hơn 3 giờ còn tại đáy biển không được không điện chính mình cầu sinh. Thù này không báo thật sự là không thể nào nói nổi, lữ thụ thụ không rồi cái này ủy khuất. Vì giáo chủ kia không biết rõ sẽ tới hay không, cũng không biết rõ thánh đồ cùng hắn hai người đến cùng thương nặng bao nhiêu, nếu có thể đánh song phương đều không cách nào tới làm rối liền tốt rồi, hắn lữ thụ lực lượng liền đủ một chút. Toàn bộ Sardinian ở trên đảo có 8 cái thành thị, riêng lấy này số lượng đến xem đủ để nhìn ra hòn đảo này quy mô, mà lữ thụ bọn hắn chỗ chính là vùng cực nam Villa Sago O4, nơi này giáo đường rất nhiều. Có rang một nhóm 11 người cũng không có ở tại rất quán rượu sang trọng, vị trí đối lập yên tĩnh một số, nguyên bản lữ thụ còn tưởng rằng những người này đã vậy còn quá đơn giản. Đây quả thực không giống như là có rang phong cách A, ban đêm mới biết rõ bọn hắn trực tiếp bao súng rồi cả tòa nhỏ bốn tầng lâu cùng cả viện. Lữ thụ cũng muốn đi giải quyết chính mình vấn đề rồi, đầu tiên muốn tìm một quán rượu, sau đó lại ăn một bữa cơm no. Ngay tại hắn đi ở dị vực phong tình trên đường nhỏ lúc vậy mà nhìn thấy hai cái giác tỉnh giả đang đối đầu, hai cá nhân trên người đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đột nhiên hoa một tiếng, bên cạnh căn phòng lầu hai cửa sổ bị kéo ra, một người có mái tóc hoa râm lão thái thái táo bạo đem một cây gậy nền ở rồi nó bên trong một vị hỏa hệ giác tỉnh giả trên ót dùng anh ngữ trống nói, muốn đánh tới nơi khác đánh. Lữ Thụ, chờ chút. Nơi này người bình thường có thể như thế đối với giác tỉnh giả sao? Bên trong một cái giác tỉnh giả nhấc đầu im lặng nói, biết rõ rồi, nãy nãy. Lữ Thụ. Lữ Thụ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia thanh niên hành quân lặng lẽ liền có chút mới mẻ. Quốc ngoại giác tỉnh giả thế giới tự hồ xác thực cùng quốc nội khác nhau rất lớn, cũng sẽ không xuất hiện dạng này rõ ràng rất ngạc nhiên lại không có chút nào không hài hòa cảm giác tràn cảnh. Cái kia thanh niên tự như là cùng người đánh nhau hài tử, nhưng mà mặc kệ hắn năng lực lại cao hơn, sữa của hắn sữa đồng dạng có thể không hề cố kỵ dùng cây gậy đánh hắn. Lúc này giống như là một loại minh ngộ giống như, đúng vậy a, à, giác tỉnh giả cũng giống vậy có cha mẹ có ít người tuy nhiên phản đối giác tỉnh giả nhưng bọn hắn cũng có thể sẽ có giác tỉnh giả thân phận hài tử. Có ít người cho rằng giác tỉnh giả cùng người bình thường cuối cùng rồi sẽ phân liệt, nhưng là thế nào tách ra đâu, mọi người lẫn nhau chính là do quan hệ máu mũ nối liền cùng một chỗ, giác tỉnh rồi liền có thể không cần cha mẹ rồi sao? Không phải. Trước kia lữ thụ một mực không có suy nghĩ vấn đề này là bởi vì hắn không có cha mẹ không có thân nhân, có cái lữ tiểu ngư bồi ở bên người nhưng lữ tiểu ngư cũng là có thể tu hành. Lúc này lầu hai truyền đến lão thái thái thanh âm thô bạo, Apple Pi làm tốt rồi, lên ăn. Được rồi nãy nãy. Thanh niên đáp ứng, quay đầu cùng đối diện giác tỉnh giả nói ra, sáng mai chúng ta lại tìm một chỗ không người thử một chút tuyệt chiêu. Được, vậy ta cũng trở về nhà đi ăn cơm rồi, đối diện tên kia giác tỉnh giả cũng đi rồi, lúc trời đi cùng lữ thụ gặp thoáng qua, còn đối với lữ thụ cười cười lữ thù quả thực là một mặt mộng bức, hợp lấy cũng không phải thật đánh, các ngươi nha ở cái này đùa giỡn đâu. Cái này mẹ nó tự như là lúc trước trong tivi phát ra thánh đấu sĩ thời điểm, toàn bộ viện mồ côi tiểu bằng hữu đều đang kêu, xem ta kim cương sao trời quyền. Đi con em ngươi kim cương sao trời quyền. Lữ thù còn tưởng rằng cái này hay cũng là tổ chức lớn người tu hành gặp được rồi muốn quyết chiến sinh tử đâu, phong cách vẽ không đúng. Nguyên bản hắn coi là tu hành thế giới cuối cùng sẽ cùng người bình thường thế giới không hợp nhau, nhưng nếu như chỉ cần cái kia phần quan hệ máu mũ vẫn còn, cái này hai thế giới liền cắt đứt không rồi. Sắc trời sắp muộn, lữ thụ tìm tới một nhà nho nhỏ quán trọ đi vào, lại không nghĩ rằng vừa vặn trong thấy buổi sáng cái kia xe hoa thượng biểu diễn thủy hệ dị năng tuấn Mỹ thiếu niên tại trước đài trên tay tô tô vẽ vẽ không biết rõ đang làm gì, lữ thụ liếc qua lại là vi phân và tích phân. Hắn dùng anh ngữ nói ra, có gian phòng sao thiếu niên nhắc đầu nhìn hắn một cái cười dùng hơi có vẻ không lưu loát anh ngữ nói ra có kết quả lúc này thiếu niên mẹ từ đằng sau quầy ba mặt phòng chứa đồ đi tới khi nàng nhìn thấy lữ thụ thời điểm liền sắc mặt đại biến trong miệng ô lạp lấy ngươi vì cái gì theo dõi nhi tử ta hắn lấy hướng là bình thường mời ngươi rời đi nói cái này đẩy lữ thụ đem lữ thụ đẩy đi ra rồi đằng sau quầy ba mặt thiếu niên một mặt chấn kinh mình bị người theo dõi rồi Đối phương lấy hướng. Cái gì cùng cái gì? Lữ thù một mặt bất đắc dĩ đứng ở quán trọ bên ngoài, nghiệp chướng A, à, cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hôm nay trừ rồi nhìn thấy có rằng bên ngoài liền không có cái gì hài lòng sự tình rồi. Cái kia thiếu niên ngăn lại rồi hắn mẹ hỏi rồi một chút chuyện đã xảy ra, sau đó nói nói, ta cảm giác khả năng có chút hiểu lầm, ngài là dùng chúng ta bản địa lời nói cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn có thể nghe hiểu à, ta xem là cái hiểu lầm đi nói xong hắn quay đầu dùng bọn hắn dân tộc thêm thái long nữ hỏi người có thể nghe hiểu sao lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây thế nào lại ô lạp cái này a à? cái này làm sao đây thế là hắn lễ phép mà không mất lúng túng gật gật đầu thiếu niên biến sắc đến từ lữ thụ cảm thấy không thích hợp hắn nhớ tới đối phương nhưng thật ra là sẽ đơn giản anh ngữ trực tiếp dùng anh ngữ hỏi người mới vừa nói cái gì vấn đề này hỏi ra trên cơ bản thiếu niên cũng liền minh bạch lữ thụ cái kia lễ phép mà không mất lúng túng mỉm cười là chuyện gì xảy ra rồi song phương nho nhỏ giao lưu rồi một chút hiểu lầm rốt cục giải trừ lữ thụ lúc này mới mẹ nó biết rõ nguyên lai like vị kia bác gái đem mình làm rồi theo dõi người ta con trai gây bất quá lữ thụ cảm thấy cái này cũng không tính kết quả xấu nhất rồi hắn là cái này sợ vị này bác gái thật từ con của hắn trong thân thể tỉnh lại chút gì lữ thụ chính xử lý lấy ở trò thủ tục đâu chợt phát hiện chính mình tiền có chút vấn đề hắn ngoại tệ chỉ có usd bất quá cũng may vị kia bác gái nhìn thoáng qua nói không có việc gì nàng có thể đi trên đảo đổi lấy điểm tới đổi du lịch thành thị bình thường đều có cái này vẫn là thật phương tiện kết quả là đang làm thủ tục thời điểm lữ thụ đã cảm giác được rồi phía sau mình năng lượng ba động hắn không hề động bởi vì hắn hiện tại chỉ là bình thường du khách từ vừa mới bắt đầu lữ thụ trên người năng lượng ba động người khác liền không cảm giác được trên người hắn năng lượng ba động đó là tu hành rồi kiếm các pháp môn về sau mới có dù sao khổng lồ như vậy mây trôi hóa thành hải dương phi thường khủng bố thế nhưng là khi hắn khai ít khí hải núi tuyết một khắc này hắn huyệt khí hải cũng không có mở mà là tự thành thế giới cái này lại ngăn cách rồi năng lượng ba động dò xét cho nên cho dù hắn hiện tại lấy lúc đầu mặt ánh mắt chứa một cái bình thường du khách vẫn là không có vấn đề gì dù sao hình ảnh của hắn tư liệu cũng không chút cho hấp thụ ánh sáng qua. Ba cái giác tỉnh giả đi vào lữ bên cạnh cây quầy ba bên trên hỏi cái kia thiếu niên, mở một gian phòng, muốn bốn lầu. Bốn lầu đã là cái này quán trọ nhỏ tầng cao nhất rồi, hơn nữa lữ thù sở dĩ lựa chọn nhà này quán trọ, chính là bởi vì tầng cao nhất có thể vừa vặn đem có rang bọn hắn chỗ tử điếm nhìn một cái không sót gì. Lữ thù chưa thấy qua ba người này, nhưng hắn theo bản năng đã cảm thấy đối phương là đến giám thị co rang. Đương nhiên, cũng không thể như thế võ đoán, dù sao hiện tại càng ngày càng nhiều châu Âu đại hình, cỡ trung tổ chức đang bị thế giới thù tụ tập đến nơi đây. Đột nhiên bên cạnh một cái vóc người khỏe mạnh giác tỉnh giả bỗng nhiên dùng tiếng ý hỏi lữ thù là đến du lịch sao? Lữ thù lung lay đầu dùng anh ngữ nói ra, có thể sử dụng anh ngữ à? Đối phương dùng anh ngữ lặp lại. Lữ thù cười dùng anh ngữ đáp lại, đúng, trường học không có chuyện gì liền đi ra du lịch một chút châu âu hồ chiếu lấy súng về sau tùy ngươi chạy đều là thông dụng muốn đi chơi chỗ nào đều được cho nên đi châu âu du học đại học sinh có điều kiện kinh tế lời nói đều chọn một số quốc gia khác du lịch chơi một chút lữ thụ cầm chìa khóa liền lên lâu rồi những này kiểu cũ quán trọ cũng không có thẻ phòng mà là trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa trong phòng cũng rất đơn sơ bởi vì là bờ biển thành thiện nguyên nhân còn có chút ẩm ướt ngay tại lữ thụ sau khi lên lầu ba người kia lại bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra không giống như là bình thường du khách nếu như là du khách lời nói châu á bình thường thành đàn kết bạn liền xem như học sinh cũng không ngoại lệ điều tra thêm lai lịch của hắn làm rõ ràng thân phận chúng ta sự tình không thể có bất kỳ sai lầm nào hơn nữa cái này quán trọ vị trí quá xảo hợp rồi có khả năng hay không đúng vậy cái bình thường du khách có còn nhỏ âm thanh nghi hoặc nói sẽ không cái kia tráng hắn tỉnh táo nói ra hắn sẽ không tiếng ý cho nên không phải italy lưu học sinh hôm nay không phải cuối tuần trường học hẳn là chính đi học đâu hơn nữa liền xem như cuối tuần chúng ta lúc đi học cũng sẽ không chạy đến như thế địa phương xa đồng bạn bên cạnh nghĩ thầm ngươi vẫn rất có kinh nghiệm đây này cái này tráng hán trải qua đại học hai người bọn họ không có trải qua còn có một canh hơi trễ một chút xen cho phép ta chậm rãi triển khai cái thế giới này quá vội vàng rồi sẽ để cho cái thế giới này nhìn lên đến rất ít ỏi đây không phải nước ta suy nghĩ những này cũng không thể so với trực tiếp tiến lên nội dung cốt truyện nhẹ nhõm hy vọng mọi người bao dung một chút ta nỗ lực hy vọng cái thế giới này có thể đầy đủ hoàn chỉnh ba cái giác tỉnh giả hơi vừa thương lượng liền bắt đầu dự định điều tra lữ thụ rồi cái thứ nhất manh mối đúng vậy từ nơi này nhà quán trọ bắt đầu tráng hán hỏi bác gái nói các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì bởi vì vừa mới tiến vào bọn hắn kỳ thực phát hiện lữ thụ cùng thủy hệ giác tỉnh giả thiếu niên cùng bác gái trò chuyện không ít khi đó hiểu lầm vừa giải trừ xong phương cần hòa hoãn không khí ngột ngạt cho nên thủy hệ giác tỉnh giả thiếu niên liền sung làm một người thông dịch tác dụng ba cái giác tỉnh giả hỏi xong về sau kết quả nghĩ đến bác gái đến rồi hào hứng dùng trên đảo tiếng ý cười nói nói hắn a à, ngay từ đầu ta ở bờ biển gặp được hắn hôm nay không phải cưỡi ngựa tiếc à nhi tử ta là thẻ ô đội đội cổ động viên dài ta đi cấp hắn ủng hộ kia mà nói bác gái liền vỗ vỗ con trai mình bả vai cao hứng bừng bừng nói ra các ngươi nhìn hắn có đẹp trai hay không, ha ha, có thể lên làm thẻ ô đội đội cổ động viên đội trưởng thế nhưng là không dễ dàng, cần trải qua tầng tầng sàng chọn, hơn nữa nhi tử ta học tập còn đặc biệt ưu tú, lập tức liền muốn kiểm tra thử rồi hắn đã tự học đến rồi đại học nội dung, chuẩn bị đi thi đại học Oxford, hắn anh ngữ cũng rất tuyệt. Ta nói với ngươi, nhi tử ta. Ba cái giác tỉnh giả nghe là một mặt mộng bức, ngươi chờ chút, ta vừa rồi hỏi ngươi cái gì bác gái lúc này mới phản ứng được ha ha a à, ngươi nhìn ta trí nhớ này nhi tử ta nay năm một bảy tuổi ngươi đừng nói trước tráng hán ngăn lại rồi bác gái ta là hỏi ngươi trước đó cùng cái kia châu á thiếu niên trò chuyện rồi cái gì áo bác gái giật mình nghĩ ra đến không nói cái gì ba cái tráng hán gân xanh nổi lên kém chút liền muốn đánh người rồi ta nói với ngươi ba người chúng ta là giác tỉnh giả tráng hán trầm giọng nói giác tỉnh giả có cái gì không tầm thường, bác gái một mặt khinh thường, nhi tử ta cũng là giác tỉnh giả, ta nói với ngươi, hắn thời điểm thức tỉnh ta cao hứng không được. Tráng hắn, cái này thế nào còn câu thông không đây? Chúng ta là hắc thủ, tráng hắn bình tĩnh nói rằng, cái kia châu Á thiếu niên a, à, ta ở bờ biển gặp phải hắn, hắn lúc ấy ở một người Trung Quốc lữ hành đoàn bên cạnh, về sau ta lôi kéo hắn nói chuyện phím. Bác gái thành thành thật thật đem sự tình ngọn nguồn nói một lần Giác tỉnh giả có tốt có xấu Nhưng ở bác gái trong mắt Italy bản thổ hắc thủ tổ chức đúng vậy hỏng Làm qua không ít thiên hạ đều căm ghét sự tình gần nhất coi như tương đối thu liễm Nghe nói là thủ lĩnh bị hắn người bình thường lão ba húng rồi Mặc dù mình nhà con trai là giác tỉnh giả để nàng kiên cường rồi một lúc lâu rồi Nguyên bản sát vách trong viện có cái cây phi thường che chắn bọn hắn quán trọ hai ba lâu tia sáng Song Phương vẫn dặn có cãi lộn chờ con trai của nàng sau khi giác tỉnh sát vách liền yên lặng dùng tiền tìm người đem nhánh cây cho tu bổ rồi nhưng là kiên cường cũng phải phân đối tượng a à, hắc thủ nàng không thể trêu vào hắn mướn phòng lúc đăng ký căn cứ chính xác kiện đâu tráng hán hỏi chúng ta cái này quán trọ nhỏ đều không ghi danh giấy chứng nhận bác gái cẩn thận từng ly từng tí nói rằng trên thực tế quốc ngoại có nhiều chỗ ở trị an quản lý bên trên là phi thường không nghiêm khắc Super Bao bên cạnh một đêm hơn 1.000 đồng tiền trong tử điếm còn có thể trông thấy con dáng cùng khói đầu đâu. Huống chi cái này loại trên hải đảo nhỏ gia đình quán trọ, căn bản liền không có nét quốc. Tráng hán nghĩ nghĩ đối với người bên cạnh nói ra, tìm Angelo tới, nhìn xem cái kia thiếu niên có hay không năng lượng ba đồng. Bên cạnh một người vội vàng ra ngoài rồi, tráng hán quay đầu đối với bác gái nói ra, ta cùng ngươi đối thoại, chưa từng xuất hiện, hiểu không? Nói tráng hán liền chuẩn bị đi lên lầu rồi, bác gái bỗng nhiên nói ra, tiền thuê nhà của các ngươi, còn có tiền thế chấp. Tráng háng khí thế trì trệ, ta là hắc thủ. Hắc thủ cũng phải cho tiền thuê nhà a, à, không phải vậy ta liền gọi điện thoại cho ca rồi, bác gái nói rằng. Tráng háng một bên bỏ tiền một bên cười lạnh, ca cái tổ chức này cũng chỉ dám ở Sardinian đảo loại địa phương nhỏ này trò chuyện rồi. Bác gái lật rồi nửa ngày quay hàng, tìm ngươi 10 đồng tiền. Từ đầu tới đuôi đối thoại chuyển hướng rất nhiều, nhưng lại mười phần hài hoa nếu như lữ thụ ở chỗ này liền sẽ sợ hãi tháng phục ở hải ngoại thật là người tu hành tổ chức rất nhiều có phách lối cũng có bảo vệ cũng có vô dục vô cầu trung lập còn có cùng khoa học hứng thú tiểu tổ đồng dạng mỗi ngày nghiên cứu chính mình ngũ hoa bác môn bất quá tối thiểu nhất lữ thụ hiện tại đã xác nhận mình quả thật đến đối địa phương rồi hắn vẽn vẹn thời gian một ngày bên trong liền gặp được rồi nhiều như vậy giác tỉnh giả cái này là bằng chứng cái này giống như là chơi game đồng dạng nếu như ngươi đi đến một đầu đường phát hiện đi rồi nửa ngày trên đường còn không có quái vậy thì nói rõ ngươi đi nhầm rồi hơn nữa có rang ngay ở chỗ này lữ thù hiện tại chắc chắn có người sẽ đánh có rang chủ ý đến mức cái gọi là thế giới thụ tiêu bản lữ thù trên thân cũng có giác tỉnh trái cây a nói không chừng hắn cũng có thể mua được một đoạn đây hắn đứng ở bốn lầu trong phòng trước cửa sổ mặt nhìn ra xa có rang bọn hắn chỗ tử điếm chính là phát hiện có rằng chính một người kéo lấy cái cầm ngồi ở trong đình viện thu thiên bên trên, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau đó lúc có người từ trong tử điếm đi lúc đi ra, có rằng không cần quay đầu biết là ai liền một lần nữa thẳng tắp rồi lưng, đoan chính rồi bắt đầu. Có rằng cùng người kia không biết rõ đang nói cái gì, đối phương cầm một văn kiện tựa hồ tại hỏi thăm nàng cái gì, sau đó có rằng nói mấy câu sau đối phương liền ghi chép lại trở về rồi trong tử điếm. Lữ thụ trong lòng có chút phức tạp, một màn này biến hóa để hắn cảm giác đến giống như có rằng sớm gánh vác rồi quá nhiều đồ vật, nhưng là không có cách. Khi nàng từ trong thân thể rút ra vĩnh hằng chi thương đồng thời kế thừa Odin huyết mạch một khắc này, nàng đúng vậy bắt Âu thần tộc chúng thần chi chủ rồi. Có lẽ là rất nhiều người tha thiết ước mơ quyền bính, nhưng lữ thụ lại cảm giác đây là đối với Coran một loại tàn nhẫn. Bất quá ai có thể nói chính xác đâu, có lẽ chỉ là hắn lữ thụ không nóng yêu quyền lực cùng danh tiếng thôi rồi nhưng vào lúc này có rang bỗng nhiên lảo đảo rồi một chút mảnh khảnh tay nắm chắc thu thiên dây thường mới duy trì ở thăng bằng của mình bất quá một màn này đến nhanh đi cũng nhanh hai giây về sau có rang liền không sao rồi lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày có rang cái này là thế nào rồi ở hắn trong ấn tượng có rang cho tới bây giờ đều là ánh nắng tươi sáng mạnh như có rang dạng này cấp bê cường giả tại sao có thể có đứng không vững loại tình huống này nhưng lữ thụ không biết là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch nếu như chỉ là bình thường người tu hành lời nói không quan tâm dạng gì thương, hai tháng cũng đủ để khỏi hẳn rồi, trừ phi gãy tay gãy chân loại hình không thể nghịch. Mà Vĩnh Hằng chi thương uy lực kinh người, nổi giận xuất thủ lúc, mới vừa vào cấp B có rang liền có thể để ngụy cấp A cao đảo Bình Tân không muốn đón đỡ cái kia nhất thương. Nhưng mà có rang sinh mệnh cùng thế giới thụ mảnh vụn tương liên, khi Vĩnh Hằng chi thương bị hao tổn về sau, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ là liền ở trong quá trình này, Lữ thụ căn bản không có chú ý khi co ràng hư nhược một khắc này, trong lòng bàn tay hắn bên trong từng thủy chung không biết có tác dụng gì trắng thụ dấu ấn lại bắt đầu sáng tối chập chờn chỉ là lữ thụ từ đầu đến cuối đều không có cảm giác nào. Hai giây về sau, dấu ấn khôi phục bình thường. Đông đông đông, có tiếng đập cửa, lữ thụ phát giác được ngoài cửa năng lượng ba động sau không nhanh không chậm đi đến mở cửa, ngoài cửa là cái tên nhỏ thó lại đen vừa gầy trung niên nhân, lữ thụ bình tĩnh hỏi, ngươi tìm ai? kết nếu như đối phương không nói một lời xoay người rời đi lữ thụ cũng không có ngăn đón chỉ là đưa mắt nhìn đối phương rời đi tên nhỏ thó xuống dưới sau liền đối với hắc thủ tráng hán nói ra không có năng lượng ba động tốt tráng hán gật gật đầu angelo vất vả rồi bình thường có được cảm giác thể chất giác tỉnh giả đều xem như công năng tính nhân tài ở nội bộ tổ chức địa vị cũng sẽ hơi cao một chút dù sao nhân tài khó được tên nhỏ thó gật gật đầu liền ra ngoài rồi Lúc này hắc thủ bên trong liên quan tới lữ thụ cảnh báo tiếp xúc, nếu là bình thường du khách đó là đương nhiên không cần thiết lại đi lo lắng, liền xem như có ý khác, một cái bình thường người cũng không đủ gây sợ. Kết quả hắc thủ người vừa mới vào ở, liền tiến đến rồi một cái khác đám người. Lữ thụ đứng ở bốn lầu cửa sổ bên trong liền nhìn thấy đối phương đi tới, hắn im ắng kéo lên màn cửa chỉ lưu lại một khe hở, những người này hắn gặp qua, bởi vì đối phương từng đứng ở Francisco bên người hắn lặng lẽ mở ra cửa muốn nghe một chút lầu dưới động tĩnh nhưng mà ba cái tráng hán đã lên lầu tự hồ cũng không nhận ra tín ngưỡng lý luận bộ những người này lữ thù một mực phán đoán trước đó ba cái kia tráng hán cũng không phải là tín ngưỡng lý luận bộ người xem ra thật là dạng này cái này càng ngày càng có ý tứ rồi đối với co rang cảm thấy hứng thú tổ chức lại còn nhiều như vậy sao cái này ba cái tráng hán tương ứng tổ chức cũng là muốn vĩnh hằng chi thương nhưng vào lúc này u minh vũ phát tới tin nhắn Ngươi cùng Italy hắc thủ lên xung đột rồi sao? Nội bộ bọn họ vừa mới đang điều tra ngươi, chỉ bất quá đã từ cảm giác thể chất giác tỉnh giả xác nhận ngươi là người bình thường. Lữ thủ sửng sốt một chút, hắc thủ cái tổ chức này hắn nghe nói qua, Italy bản thổ cỡ trung tổ chức, thủ lĩnh là cái cấp B, còn lại hắn không tiếp tục cụ thể đi tìm hiểu, chủ yếu là đều không đem cái tổ chức này để ở trong lòng. Bất quá U Minh Vũ cũng không có hỏi lữ thụ là làm sao làm được che đậy trên người mình năng lượng ba động, Nạp Lan Tước đều có loại thủ đoạn này, Lữ Thụ tiến ra di tích nhiều như vậy, có thủ đoạn như vậy cũng rất bình thường. Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, ta đang chăm chú co rang, cái này hắc thủ giống như là muốn dám thị nàng, có thể hay không cao sạch chuyện này. Còn có, hắc thủ tài liệu cặn kẻ tóc ta một cái đi. Lữ Thụ quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút cái ý này đại lợi bản thổ nhị lưu tổ chức. Không có qua ba giờ, bóng đêm vừa mới giáng lâm thời điểm U Minh Vũ bên kia tư liệu liền đã phát tới rồi, Italy bên này bản thân liền không có nhất lưu tổ chức, bản thổ bên trên một cái hắc thủ một cái ca tổ chức, song phương bình thường là nước giếng không phạm nước sông, thủ lĩnh đều là một cái cấp bê cường giả. So với hắc thủ mà nói, ca một mực an phận ở một gốc chỉ ở Sardinian ở trên đảo hoạt động, nóng lòng. Tổ chức các loại dân gian hoạt động. Đó là cái so ra mà nói tương đối điện viên một ca một tổ chức lữ Thù là như thế này định nghĩa. Cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi giữ gìn hòa bình cái gì, đúng vậy mỗi khi gặp ngày lễ liền tổ chức giác tỉnh giả ra tới biểu diễn A loại hình, đây cũng là ở trên đảo giác tỉnh giả nhóm bị mang lệch nguyên nhân. Bất quá cũng không thể xem như mang lệch, ai lại quy định giác tỉnh giả phải đi chiến đấu rồi. Lữ thù cảm thấy dạng này rất tốt. Khi hắc thủ bắt đầu khuếch trương thời điểm không thể tránh khỏi liền cùng ca xảy ra rồi xung đột, sau đó hát thủ lãnh tụ đích thân tới Sardinian đảo cùng Teo đánh một trận, không có đánh qua. Không chỉ có như thế, hát thủ lãnh tụ nghe nói trong chiến đấu còn bị đánh nát rồi một cái trứng, cái này ở trong bệnh viện đều có thể tra được ghi chép. Về sau lại hô hào báo thù đến đập cho hai trận đều không đánh qua, sau cùng không giải quyết được gì. Hát thủ thủ lĩnh là cái 27 tuổi hoa hoa công tử gọi là Patrick, ngày bình thường thích nhất cùng minh tinh pha trộn cùng một chỗ, nghe nói hắn từng ở một cái già dạ yến bên trên gặp qua, co rang một mặt nhất thời kinh là trời người, cũng mặc kệ thực lực của hai bên chênh lệch buông lời phải dùng chính mình tất sinh tích lũy kỹ xảo tán gái đuổi tới co rang, còn không phải co rang không cưới. từ đó về sau con hàng này thật đúng là không còn cùng khác nữ nhân pha trộn, chỉ là một mực không tìm được tiếp cận co rang cơ hội. lần trước hắn chạy tới thụy điển, kết quả co rang đi rồi thần tập. co rang thần tập đánh một trận xong, hắn tức thì bị co rang mị lực chiết phục đơn giản liền là một bộ biết nhận lỗi là quá tốt rồi dáng vẽ lữ thủ cái này minh bạch rồi cái này mẹ nó là thật vất vả tìm tới rồi cơ sẽ muốn tiếp cận có răng a à. lại nói ngài trứng đều nát rồi một cái còn không yên tĩnh hơn nữa hắc thủ cùng bắt âu thần tộc thực lực sai biệt cũng quá lớn a à. con hàng này liền không sợ đuổi theo đuổi theo chọc giận rồi bắt âu thần tộc kết quả chính mình hắc thủ xảy ra chuyện sao khó nói cái này là truyền thuyết bên trong một cao người gan lớn Lữ thù gửi nhắn tin, tin tức trọng yếu như vậy đều không nói cho ta biết không? U Minh Vũ ở điện thoại đối diện giống như có chút không hiểu thấu, điều này rất trọng yếu sao? Lúc này lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là nhìn thấy một đội xe sang trọng ở co rang bọn hắn vào ở cửa tử điếm dừng lại, trận thế tương đương long trọng. Khi bên trong Bentley bên trên từ những người khác kéo lái xe trong môn xuống tới một tên thân mặt tây phục nam tử, tóc chạy ở sau lưng đâm thành một chùm biếm tóc nhỏ, cái này đốt tiền bộ dáng thấy lữ thù không biết rõ vì sao có chút muốn đánh hắn Coi rằng cái kia loại nữ hài chắc chắn sẽ không ưa thích cái này loại đi quá sốc nổi a à? khoe của cái gì rõ ràng bắc âu thần tộc cũng phải càng có tiền hơn một số mới đúng a à? lữ thù toái toái niệm kết quả cái kia nam tử vừa định không coi ai ra gì đi tới tửu điếm cửa tửu điếm mặt đất bỗng nhiên dâng lên đến hai tên thổ hệ giác tỉnh giả đem hắn ngăn lại ra hiệu bắc âu thần tộc hôm nay không tiếp khách Lữ thụ cảm thấy cái này thật có ý tứ A, à? thổ hệ giác tỉnh giả khi trạm gác ngầm, đúng là đủ ẩn nấp. Hắc thủ thủ lĩnh Patrick không chừng nghĩ đến chính mình thậm chí ngay cả cửa còn không thể nào vào được, chỉ là hắn cũng không có ồn ào cùng ồn ào, mà là để cho người ta từ trên xe khiên xuống tới một cái cự đại học đưa cho hai tên thổ hệ giác tỉnh giả liền quay người lên xe đi. Hai tên thổ hệ giác tỉnh giả dơ lên cự đại học trở về trong tử điếm, cũng không biết rõ cái này đựng trong hộp cái gì a à? lữ thụ có chút hiếu kỳ sau đó lập tức liền gặp được cái kia hai tên thổ hệ giác tỉnh giả một lần nữa đi ra, đem cái kia cự đại lại lại tinh xảo hộp gỗ đặt ở ven đường mở ra, bên trong rõ ràng là đến không hết hoa hồng. Mà cái kia hai tên thổ hệ giác tỉnh giả bắt đầu từ hộp gỗ bên trong cầm ra hoa đến một chi một chi đưa cho ven đường đi qua người xa lạ, một đóa không lưu. Cái này loại xử lý phương pháp ngược lại để lữ thụ cảm giác thật có ý tứ, bất quá hắn hiện tại càng muốn biết rõ có rằng đến cùng làm sao vậy, chính mình có hay không có thể giúp một tay địa phương nhưng vào lúc này tín ngưỡng lý luận bộ người đi đến rồi bốn lầu ngay sau đó lữ thụ liền nghe được đối phương tiến vào rồi sát vách sát vách cái này có ý tứ rồi một cái nho nhỏ trong khách sạn tăng thêm mình coi như là ba cái thế lực a lữ thụ cùng tín ngưỡng lý luận bộ gian phòng ở hai bên trung gian kẹp lấy một cái hắc thủ quán trọ bên ngoài người người nhốn nháo một đám kỳ trang dị phục người hối hả đối phương kiểu tóc đều rất không tệ có bẩn biện có lớn lưng có dù sao từng cái coi trọng đều tràn ngập rồi nghệ thuật gia khí tức không biết rõ tình huống còn tưởng rằng nơi này muốn mở ca nhạc hội hoặc là triển lãm tranh rồi chẳng được bao lâu nơi xa lại tới rồi một đợt giác tỉnh giả có dẫm lên cà kheo có tiểu sửu trang có mang theo khỉ con đoán chừng là gánh xiết thú mới vừa tan trận dáng vẽ. lữ thụ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này làm sao chính mình đi ăn bữa cơm trở về liền thành cái dạng này rồi cái này cái này là ca tổ chức giác tỉnh giả sao? Cái này loại tổ chức đơn giản phá vỡ rồi lữ thụ tam quan tốt a à? Bởi vì ca tụ tập ở chỗ này, hơn nữa ca người bình thường có đặc biệt nhiệt tâm trợ giúp mọi người, cho nên một đám người bình thường ở bên cạnh vây xem căn bản không giả. Mà ca bên này liền không giống nhau rồi, một cái ghim lớn bẩn biện mang theo lớn dây chuyền vàng giác tỉnh giả kiên nhẫn cho bên cạnh người bình thường giải thích, mọi người đừng lo lắng đừng sợ, bọn hắn là hắc thủ, chúng ta sẽ không náo quá đại động tỉnh, đánh bọn hắn dừng lại liền đi. Patrick cũng ở trên đảo, nhưng là bọn hắn không thể đi đánh Patrick đi, mấu chốt là Patrick là cấp B, muốn đánh cái kia đến lão đại ra mặt, cứ như vậy liền huyên náo quá lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cateo lão đại đang Sardinian đảo phương Bắc thành thì xử lý âm nhạc tiết đâu, lúc này căn bản không có rảnh phản ứng Patrick. Lúc đầu mọi người liền đối với Patrick cũng tới Sardinian đảo phi thường bất mãn, lúc này lại để bọn hắn bắt lấy sáu cái lạc đàn hắc thủ thành viên cái này rất có ý tứ rồi sardinian trên đảo dân chúng bình thường nhóm sau khi nghe liền đến rồi hào hứng bọn hắn cũng không đi liền cùng linh khí khôi phục trước vây xem cãi nhau ăn dưa quần chúng đồng dạng còn có người trước ngực cổng một cái hộp gỗ đang bán khói kia mà hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ người đều mặt lạnh lấy đi xuống hắc thủ người bình tĩnh nói lúc nào ca cũng dám chủ động bốc lên chiến tranh rồi chiến tranh có người đáp lại, không phải chiến tranh, đúng vậy muốn đánh các ngươi dừng lại. Các ngươi dựa vào cái gì đánh vị này bác gái con trai chủ ý. Nói, ca tèo giác tỉnh giả chỉ chỉ phía sau hắn khách sạn bác gái. Tráng hắn do dự rồi nửa ngày, ta mẹ nó lúc nào đánh con của hắn chủ ý rồi, ta không có cái kia đam mê. Bác gái cũng là đâm lao phải theo lao, nàng ngay từ đầu cảm thấy hô chọn người đến chấn nhiếp một hạ độc thủ người liền tốt rồi, kết quả không nghĩ tới đến rồi nhiều như vậy nàng đều bị hù dọa rồi nhiều người như vậy ở chỗ này đây nàng tổng không thể thừa nhận chính mình kỳ thực nói láo đi cho nên bác gái kiên cường nói các ngươi sáu cái đại lão gia liền mở rồi hai gian phòng hơn nữa ta còn nghe được các ngươi khen nhi tử ta dáng dấp đẹp trai tráng hán cái này đều cái gì cùng cái gì à tráng hán nhìn lên trước mặt người người nhốn nháo trong lòng biết đối phương khả năng chính là muốn tìm từ cúi đầu đánh bọn hắn dừng lại nguyên bản Cateo là rất bình thản, nhưng hắc thủ biết rõ Cateo bình thường không chủ động kiếm chuyện, mọi người đến Sardinian đảo đừng gây chuyện liền tốt rồi, dù sao đúng vậy giúp lão đại tán gái nha. Mà bây giờ chỉ sợ thật là muốn bị đánh a. À. Hắn kiên trì giải thích nửa ngày, Cateo tổ chức giác tỉnh giả căn bản liền không muốn nghe nhiều như vậy, bọn hắn đúng vậy muốn đánh người mà thôi. Đột nhiên, nghe xong toàn bộ quá trình tín ngưỡng lý luận bộ thành viên phát hiện những người này cũng không phải là nhắm vào mình ba người nhưng thật ra là ca cùng hắc thủ thù riêng thôi rồi thế là hắn giọng một cái nói ra ba người chúng ta không phải hắc thủ người chúng ta có thể đi trở về rồi sao ca người sửng sốt một chút các ngươi không phải isaac nhúng nhúng vai không tin ngươi hỏi bọn hắn ca tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng tráng hán bọn hắn là tráng hán chắc chắn nói Isaac. Tráng hắn nói ra, ca, ngươi sao có thể bỏ lại bọn ta đi, ta trở về nhất định sẽ đem vấn đề này cho mọi người nói ra được. Isaac, ngươi mẹ nó. Các ngươi đừng nghe hắn. Isaac bọn hắn ba cá nhân cũng hoảng rồi. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Đến từ. Lữ thù ở bên ngoài khoái hoạt điên rồi, không quan tâm là tín ngưỡng lý luận bộ, hắc thủ vẫn là ca tèo cung cấp phụ diện tâm tình giá trị đều sẽ tập hợp bên trong đến hắn nơi này đến, bởi vì hắn mới là sự tình này kẻ đầu têu A. À. Mà tráng hắn bên kia nghĩ là, dù sao hôm nay sợ rằng muốn chịu một trận rồi, kéo lên tính ngưỡng lý luận bộ người cùng một chỗ khi đệm lưng nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Coi như không muốn cái này, hơn 50 người đánh 3 người, hơn 50 người đánh 6 người, trong nháy mắt liền biến thành rồi hơn 20 người đánh 3 người bọn hắn, lửa này lực cũng là không giống nhau tốt A. À liền nhìn đây coi là số năng lực cái gì là tri thức cải biến vận mệnh cái này là tri thức cải biến vận mệnh a à? đầu tiên liền cải biến rồi tín ngưỡng lý luận bộ isaac vận mệnh của bọn hắn hát thủ vốn cũng không phải là cái gì hiền lành tổ chức trước kia bắt chẹt bắt chẹt làm nhiều căn bản không biết rõ mặt là cái gì song phương hết sức căng thẳng nhưng mà ca bên này người còn có chút muốn bảo trì nghệ thuật gia phong độ thần mã Kết quả nhưng vào lúc này bên ngoài nền vào tới một cái vỏ chai rượu tử ngã nát trên mặt đất, đại chiến trong nháy mắt nhóm lửa. Ném xong vỏ chai rượu lữ thụ liền lặng lẽ ẩn tàng đến trong bóng tối đi thu hoạch cái này một đợt phụ diện tâm tình giá trị rồi. Tay vương vào trong túi quần trở ra đúng vậy hai ba khỏa khí hại trái cây, mắt nhìn thấy tòa thứ hai núi tuyết liền muốn hình thành, có thể ma luyện đổ sụp thu hoạch cái thứ hai kiếm linh rồi trong khoảng thời gian này có rồi tước âm về sau không thể không nói ma luyện núi tuyết tiến độ cũng là phi thường nhanh, từ về số lượng tới nói hắn là ba thanh phi kiếm không giả, nhưng tước âm có thể phân 36A. Nếu như nói thi cẩu trọng lực lượng, phục thị nặng tốc độ, như vậy tước âm đúng vậy nặng số lượng. Ngay tại lữ thụ đứng ở trong bóng tối hướng trong miệng đúc lấy khí hại trái cây muốn một hơi đem khí hại núi tuyết giải quyết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, thông suốt về trước ở giữa chính là nhìn thấy có Rang đúng lúc đứng ở sau lưng hắn ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Khi lữ thụ quay đầu lại một khắc này, có ràng như nước trong đôi mắt bỗng nhiên chảy xuống từng viên lớn nước mắt, ngươi vì cái gì một chiếc điện thoại đều không gọi cho ta. Lữ thụ đứng ngẩn ở nơi đó nửa ngày, khí hại trái cây cầm trên tay không biết nên không nên tiếp tục hướng trong tay cách. Hắn bỗng nhiên từ trong túi quần một hơi móc ra tám cái vừa mới đổi lấy đi ra tẩy tủy quả thực đến đi qua nhét vào có rang trong tay, ăn thật ngon, ngươi cũng ăn chút. Co rang phẫn nộ rồi, tra hỏi ngươi đâu, không cần chuyển di chủ đề. Co rang tích lũy rồi lâu như vậy ủy khuất cho là mình tự như là buông xuống rồi, biên nói láo lừa gạt cùng với chính mình, kết quả ở nàng nhìn thấy lữ thụ một khắc này tất cả đều bại đê. Nàng rất muốn đem lữ thụ cho nàng trái cây tất cả đều ném xuống đất, kết quả lòng mền nhũng không có làm như vậy. Đừng hỏi vấn đề gì rồi, cái đồ chơi này thật rất tốt ăn, ngươi tranh thủ thời gian ăn rồi, lữ thụ cũng không cách nào giải thích cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn cảm thấy lấy tẩy tuỷ quả thực thần kỳ hẳn là đối với co rang có chỗ trợ giúp, cho nên hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, muốn cho co rang tranh thủ thời gian ăn hết. Quán trọ bên ngoài người người nhốn nháo, một đám kỳ trang dị phục người hối hả, đối phương kiểu tóc đều rất không tệ, có bẩn biện có lớn lưng có. Dù sao từng cái coi trọng đều tràn ngập rồi nghệ thuật gia khí tức, không biết rõ tình huống còn tưởng rằng nơi này muốn mở ca nhạc hội hoặc là triển lãm tranh rồi chẳng được bao lâu nơi xa lại tới rồi một đợt giác tỉnh giả có dẫm lên cà kheo có tiểu sửu trang có mang theo khỉ con đoán chừng là gánh xiết thú mới vừa tan trận dáng vẻ lữ thụ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này làm sao chính mình đi ăn bữa cơm trở về liền thành cái dạng này rồi cái này cái này là ca teo tổ chức giác tỉnh giả sao cái này loại tổ chức đơn giản phá vỡ rồi lữ thụ tam quan tốt a. À. Bởi vì ca teo tụ tập ở chỗ này, hơn nữa ca teo người bình thường có đặc biệt nhiệt tâm trợ giúp mọi người, cho nên một đám người bình thường ở bên cạnh vây xem căn bản không giả. Mà ca teo bên này liền không giống nhau rồi, một cái ghim lớn bẩn biện mang theo lớn dây chuyền vàng giác tỉnh giả kiên nhẫn cho bên cạnh người bình thường giải thích, mọi người đừng lo lắng đừng sợ, bọn hắn là hắc thủ, chúng ta sẽ không náo quá đại động tĩnh đánh bọn hắn dừng lại liền đi. Patrick cũng ở trên đảo, nhưng là bọn hắn không thể đi đánh Patrick đi, mấu chốt là Patrick là cấp B, muốn đánh cái kia đến lão đại ra mặt, cứ như vậy liền huyên náo quá lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ca lão đại đang Sardinian đảo phương Bắc Thành thì xử lý âm nhạc tiết đâu, lúc này căn bản không có rảnh phản ứng Patrick. Lúc đầu mọi người liền đối với Patrick cũng tới Sardinian đảo phi thường bất mãn, lúc này lại để bọn hắn bắt lấy sáu cái lạc đàn hắc thủ thành viên cái này rất có ý tứ rồi sardinian trên đảo dân chúng bình thường nhóm sau khi nghe liền đến rồi hào hứng bọn hắn cũng không đi liền cùng linh khí khôi phục trước vây xem cãi nhau ăn dưa quần chúng đồng dạng còn có người trước ngực cổng một cái hộp gỗ đang bán khói kia mà hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ người đều mặt lạnh lấy đi xuống hắc thủ người bình tĩnh nói lúc nào ca cũng dám chủ động bốc lên chiến tranh rồi chiến tranh có người đáp lại, không phải chiến tranh, đúng vậy muốn đánh các ngươi dừng lại. Các ngươi dựa vào cái gì đánh vị này bác gái con trai chủ ý. Nói, ca tèo giác tỉnh giả chỉ chỉ phía sau hắn khách sạn bác gái. Tráng hắn do dự rồi nửa ngày, ta mẹ nó lúc nào đánh con của hắn chủ ý rồi, ta không có cái kia đam mê. Bác gái cũng là đâm lao phải theo lao, nàng ngay từ đầu cảm thấy hô chọn người đến chấn nhiếp một hạ độc thủ người liền tốt rồi, kết quả không nghĩ tới đến rồi nhiều như vậy nàng đều bị hù dọa rồi nhiều người như vậy ở chỗ này đây nàng tổng không thể thừa nhận chính mình kỳ thực nói láo đi cho nên bác gái kiên cường nói các ngươi sáu cái đại lão gia liền mở rồi hai gian phòng hơn nữa ta còn nghe được các ngươi khen nhi tử ta dáng dấp đẹp trai tráng hán cái này đều cái gì cùng cái gì à tráng hán nhìn lên trước mặt người người nhốn nháo trong lòng biết đối phương khả năng chính là muốn tìm từ cúi đầu đánh bọn hắn dừng lại nguyên bản Cateo là rất bình thản, nhưng hắc thủ biết rõ Cateo bình thường không chủ động kiếm chuyện, mọi người đến Sardinian đảo đừng gây chuyện liền tốt rồi. Dù sao đúng vậy giúp lão đại tán gái nha. Mà bây giờ chỉ sợ thật là muốn bị đánh a. À. Hắn kiên trì giải thích nửa ngày, ca tổ chức giác tỉnh giả căn bản liền không muốn nghe nhiều như vậy, bọn hắn đúng vậy muốn đánh người mà thôi. Đột nhiên, nghe xong toàn bộ quá trình tín ngưỡng lý luận bộ thành viên phát hiện những người này cũng không phải là nhắm vào mình ba người nhưng thật ra là ca cùng hắc thủ thù riêng thôi rồi thế là hắn giọng một cái nói ra ba người chúng ta không phải hắc thủ người chúng ta có thể đi trở về rồi sao ca người sửng sốt một chút các ngươi không phải isaac nhún nhún vai không tin ngươi hỏi bọn hắn ca tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng tráng hán bọn hắn là tráng hán chắc chắn nói Isaac Tráng hán nói ra Ca, ngươi sao có thể bỏ lại bọn ta đi Ta trở về nhất định sẽ đem vấn đề này cho mọi người nói ra được Isaac, ngươi mẹ nó Các ngươi đừng nghe hắn Isaac bọn hắn ba cá nhân cũng hoảng rồi Phụ diện tâm tình giá trị 666 Đến từ Đến từ Lữ thù ở bên ngoài khoái hoạt điên rồi Không quan tâm là tín ngưỡng lý luận bộ Hắc thủ vẫn là ca tèo Cung cấp phụ diện tâm tình giá trị đều sẽ tập hợp bên trong đến hắn nơi này đến, bởi vì hắn mới là sự tình này kẻ đầu têu A. À. Mà tráng hắn bên kia nghĩ là, dù sao hôm nay sợ rằng muốn chịu một trận rồi, kéo lên tính ngưỡng lý luận bộ người cùng một chỗ khi đệm lưng nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Coi như không muốn cái này, hơn 50 người đánh 3 người, hơn 50 người đánh 6 người, trong nháy mắt liền biến thành rồi hơn 20 người đánh 3 người bọn hắn, lửa này lực cũng là không giống nhau tốt A. À liền nhìn đây coi là số năng lực, cái gì là tri thức cải biến vận mệnh? Cái này là tri thức cải biến vận mệnh a. À? Đầu tiên, liền cải biến rồi tín ngưỡng lý luận bộ y sa ác vận mệnh của bọn hắn. Hát thủ vốn cũng không phải là cái gì hiền lành tổ chức, trước kia bắt chẹt bắt chẹt làm nhiều, căn bản không biết rõ mặt là cái gì. Song phương hết sức căng thẳng, nhưng mà ca bên này người còn có chút muốn bảo trì nghệ thuật gia phong độ thần mã, kết quả nhưng vào lúc này bên ngoài nền vào tới một cái vỏ chai rượu tử ngã nát trên mặt đất, đại chiến trong nháy mắt nhóm lửa. Ném xong vỏ chai rượu lữ thụ liền lặng lẽ ẩn tàng đến trong bóng tối đi thu hoạch cái này một đợt phụ diện tâm tình giá trị rồi, tay vương vào trong túi quần trở ra đúng vậy hai ba khỏa khí hại trái cây, mắt nhìn thấy tòa thứ hai núi tuyết liền muốn hình thành, có thể ma luyện đổ sụp thu hoạch cái thứ hai kiếm linh rồi. Trong khoảng thời gian này có rồi tước âm về sau không thể không nói ma luyện núi tuyết tiến độ cũng là phi thường nhanh, từ về số lượng tới nói hắn là ba thanh phi kiếm không giả, nhưng tước âm có thế phân 36A. Nếu như nói thi cẩu trọng lực lượng, phục thủy nặng tốc độ, như vậy tước âm đúng vậy nặng số lượng. Ngay tại lữ thủ đứng ở trong bóng tối hướng trong miệng đút lấy khí hại trái cây muốn một hơi đem khí hại núi tuyết giải quyết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, thông suốt về trước ở giữa chính là nhìn thấy có rang đúng lúc đứng ở sau lưng hắn ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Khi lữ thù quay đầu lại một khắc này, có ràng như nước trong đôi mắt bỗng nhiên chảy xuống từng viên lớn nước mắt, ngươi vì cái gì một chiếc điện thoại đều không gọi cho ta. Lữ thù đứng ngẩn ở nơi đó nửa ngày, khí hại trái cây cầm trên tay không biết nên không nên tiếp tục hướng trong tay cách. Hắn bỗng nhiên từ trong túi quần một hơi móc ra tám cái vừa mới đổi lấy đi ra tẩy tủy quả thực đến đi qua nhét vào co rang trong tay, ăn thật ngon, ngươi cũng ăn chút. Co rang phẫn nộ rồi, tra hỏi ngươi đâu, không cần chuyển di chủ đề. Co rang tích lũy rồi lâu như vậy ủy khuất cho là mình tự như là buông xuống rồi, biên nói láo lừa gạt cùng với chính mình, kết quả ở nàng nhìn thấy lữ thụ một khắc này tất cả đều bại đê. Nàng rất muốn đem lữ thụ cho nàng trái cây tất cả đều ném xuống đất, kết quả lòng mền nhũng không có làm như vậy. Đừng hỏi vấn đề gì rồi, cái đồ chơi này thật rất tốt ăn, ngươi tranh thủ thời gian ăn rồi, Lữ thụ cũng không cách nào giải thích cái này rốt cuộc là thứ gì Nhưng là hắn cảm thấy lấy tẩy tuỷ quả thực thần kỳ hẳn là đối với rang có chỗ trợ giúp Cho nên hiện tại không để ý tới nhiều như vậy Muốn cho rang tranh thủ thời gian ăn hết Cách đó không xa là một trận lấy số lượng tính áp đảo vì ưu thế chiến đấu Ca tèo hơn 50 người bao vây hát thủ cùng tính ngưỡng lý luận bộ bàn bạc 6 người 6 người này hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống liền bị nệnh trên mặt đất Bất quá bọn hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng bên ngoài vây xem bách tính cũng đều biết rõ ca teo coi như đánh nhau cũng sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh tối đa cũng đúng vậy nện bạo một cái trứng mà cái kia đặc sắc ồn ào náo động thế giới bên cạnh lữ thù cùng có rang hai người đứng đối mặt nhau có rang cạn quần lụa mỏng như trong bóng đêm gió đêm có rang cũng không có nghe lữ thù khuyến cáo trực tiếp đem tẩy tủy quả thực ăn hết lúc này nàng chính khóc đâu một bên khóc một bên ăn trái cây tính chuyện gì xảy ra cái kia còn nói chuyện xuống dưới a à cho nên nàng liền có chút sinh khí, co rằng lau nước mắt. Ngươi không muốn trả lời liền được rồi. Có lẽ ngươi khả năng cũng không để ý nhưng ta vẫn còn muốn nói. Nếu như thế giới của ngươi bên trong chưa từng có vị trí của ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Sau khi nói xong, co ràng xoay người rời đi. Ngay tại lúc nàng rời đi, một khắc này sau lưng Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, Tính Ngưỡng Lý Luận Bộ đang dám thì ngươi bọn hắn tất có mưu đồ. Đằng sau ta bị đánh trong sáu người này liền có ba cái là Tính Ngưỡng Lý Luận Bộ bọn hắn cùng ta ở tại cùng một nhà quán trọ nơi này tầm mắt vừa vặn có thể đưa ngươi nhóm tửu điếm tầm mắt nhìn một cái không sót gì cho nên ngươi cẩn thận co rang bước chân dừng một chút lại như cũ chưa có trở về đầu nhưng mà chẳng biết tại sao nàng trong lòng bi thương tựa hồ tiêu tán một chút tựa hồ trong lời này bao hàm có thể làm cho nàng suy tư tin tức co rang tới nơi này cũng không phải là biết rõ lữ thụ ở cái này bản thân cũng chỉ là đi ra tùy ý đi lại mà thôi mà bây giờ Lữ Thụ lại không có mang theo Lý đằng mặt nạ, bản thân chính là mình hình dạng. Lý đằng cái thân phận này ở kinh lịch eo sự kiện về sau liền đã băng rồi. Nhưng mà coi rang nhận ra hắn cũng không phải là bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì bóng lưng, tự hồ nàng hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lữ Thụ một cái bóng lưng liền có thể nhận ra hắn, tự như là biển người biển người bên trong dù là có lại nhiều người, người cũng hầu như có thể lần đầu tiên nhìn thấy mình thích một cái kia. Bởi vì đó chính là ngươi ngày nhớ đêm mong tâm tâm niệm niệm cũng không thể quên được người A à. Co rang trở lại trong tử điếm Bắc Âu thần tộc đều nhanh vỡ tổ rồi Uống éo mặt chúng thần chi chủ mất tích rồi cái này mẹ nó vẫn phải rồi Kết quả lúc này co rang trở về tất cả mọi người nhìn thấy nàng hốc mắt hồng hồng Tất cả mọi người cũng liền đều không nói lời nào rồi Tất cả mọi người biết rõ co rang ở khổ sở cái gì Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào A à tổng không thể đi thiên la địa võng bắt lấy cái kia thiếu niên đánh một trận A. Bọn hắn cũng không phải sợ nếp định ngăn cản, mà là bọn hắn bản thân liền rất rõ ràng, co rằng cũng không hy vọng nhìn thấy một màn kia. Co ràng ngồi ở gian phòng của mình, mở ra hai tay nhìn lấy trong tay trong suốt sáng long lanh tẩy tuổi quả thực ngẩn người ra. Mặc kệ là tẩy tủy quả thực, tinh thần quả thực vẫn là khí hại trái cây, đều rõ ràng cùng hoa quả chênh lệch quá lớn, cái này tất nhiên là phi thường trân quý đồ vật, trước đó tia sáng quá bóng tối nàng không có chú ý mà bây giờ nhìn sang vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt trong nội tâm cũng đã dâng lên muốn ăn hết khát vọng lúc trước tiểu hung hứa lữ thù lữ tiểu ngư tại đối mặt tẩy tuỷ quả thực thời điểm đều là như thế cũng chính là bởi vì tẩy tuỷ quả thực mị lực mới có thể nhìn ra trần bách lý lúc trước ngay từ đầu quả quyết cự tuyệt phẩm cách tới có răng sở dĩ tâm tình tốt chuyển đó là bởi vì lữ thù nói lữ thù cùng tín ngưỡng lý luận bộ hắc thủ người đều ở tại cùng một nhà thuận tiện nhất dám thị nạn vào ở tử điếm khách sạn bên trong Tính ngưỡng lý luận bộ cùng hắc thủ liền bị nàng trực tiếp cho xem nhẹ rồi cho nên lữ thụ tại sao lại xuất hiện ở sardinian ở trên đảo cho nên lữ thụ vì sao lại ở nơi đó đáp án này mới là để có rang tâm tình chuyển tốt mấu chốt nhân tố lữ thụ là đang bảo vệ nàng a không quan tâm người khác nói thế nào lữ thụ nhưng có rang chỉ tin tưởng mình trong nội tâm phán đoán bởi vì cái này vốn là là nàng chính mình sự tình. Co rang cầm bốc lên một khỏa tẩy tủy quả thực ném vào trong miệng, tẩy tủy quả thực cấp tốc tan hóa thành tương chấp chảy vào thân thể toàn thân, cái này loại cảm giác ấm áp là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Co rang tư chất rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở cấp dê thời điểm liền bắt đầu bị bắt âu bên trong thần tộc chú ý rồi. Chỉ là lữ thụ cũng đã sớm ý thức được, người bình thường trừ phi ức vạn không một thiên tài, giống như đều rất khó đột phá tư chất bình cảnh cho nên natri giáp ca hợp kim phản ứng bên trong căn bản cũng không có đánh dấu hạng a tư chất trở lên phản ứng Co rằng là trời sinh cấp a tư chất khi máu của nạn vừa mới đụng chạm natri giáp ca hợp kim màu bạc natri giáp ca hợp kim liền nhanh chóng biến thành rồi thuần túy màu đen có lẽ có rang không biết đây đại khái là lữ thụ cực hào phóng một lần rồi lữ thụ cho mình ăn rồi tám khỏa cho Lữ Tiểu Ngư cũng ăn rồi tám khỏa, cho Lý Huyền Nhất một khỏa, cho Trần Bách Lý một khỏa. Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý sở dĩ có thể ăn sau đã đột phá, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền đến rồi tấn thăng cấp A cánh cửa trước đó, chỉ là căn cơ tổn hại thủy chung để bọn hắn vô pháp bước qua cái kia cánh cửa. Khi căn cơ chữa trị, tích xúc rồi mấy chục năm lắng động trong nháy mắt bạo phát, đây mới là bọn hắn tấn thăng mấu chốt cũng không phải là nói tẩy tủy quả thực bản thân bao hàm rồi bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà, Bắc Âu thần tộc cũng có bọn hắn tính đặc thù. Liền sau đó một khắc, có ràng rõ ràng cảm giác được chính mình tình trạng cơ thể xảy ra rồi biến hóa, tựa như là từng ứ diện tích lấy bùng các dòng sông trong nháy mắt bình thường không trở ngại rồi, trong thân thể tạp chất cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bên trong dị. Đột nhiên có ràng tựa hồ cảm giác bên trong thân thể mình giác tỉnh bình cảnh bắt đầu phá nát đã từng giác tỉnh huyết mạch tiến một bước mở rộng, tiến tới bắt đầu điên cuồng hút vào thiên địa linh khí đến tư dưỡng trong thân thể cường đại Odin huyết mạch. Bắc Âu thần tộc cùng người khác địa phương khác nhau ngay tại ở bọn hắn trong thân thể huyết mạch giác tỉnh, mà bọn hắn trong huyết mạch tạp chất đem hạn chế tư chất của bọn hắn đẳng cấp, thế là một tiết tắc này cái kia, nguyên bản đã là hạng A tư chất co rang, thu hoạch được rồi càng thuần túy Odin huyết mạch nàng ý thức được lữ thụ cho nàng trái cây có thể muốn so nàng ngẫm lại càng thêm trân quý thế là nàng có chút không nỡ tiếp tục ăn rồi có lẽ lữ thụ chỉ lấy được rồi tám khỏa không nỡ an toàn cho mình đâu khi huyết mạch thuần túy trình độ không ngừng tăng lên huyết mạch bản thân cũng ở ảnh hưởng ngoại giới thiên địa đây là một cái đặc thù tộc quần bọn hắn trời sinh trong máu liền chảy xuôi theo băng cự nhân thần mạch có rang thực lực không ngừng từ cấp b trung giai tăng trưởng đến cấp b viên mãn cái này mới chậm rãi đình chỉ Vĩnh Hằng Chi Thương sản xuất sinh liệt văn sau sẽ không ngừng thu nạp co rang lực lượng đến thăng bằng tổn hại mang đến nguy hại, mà co rang tấn thăng về sau thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cũng xác thực làm dịu rồi áp lực của nàng. Mặc dù chỉ là trị phần ngọn, nhưng có thể làm dịu liền đã rất tốt rồi. Co rang bỗng nhiên nghĩ đến, khó nói lữ thụ một mực không liên hệ chính mình, muốn đi vì chính mình tìm kiếm trái cây này đi rồi. Vật trân quý như vậy đối phương vậy mà không chút do dự cho mình tám khỏa, co rang trong lúc nhất thời có chút cảm động còn có chút ngọt ngào, định đem còn lại phía dưới bảy viên lưu lại trả lại lữ thụ. Co rang thận trọng đem tẩy tủy quả thực để vào chính mình không gian trang bị bên trong biệt kín bảo tồn, bí mật này ai cũng không thể nói cho, không phải vậy để cho người khác biết rõ lữ thụ trên người có loại vật này liền phiền phức rồi. Có rằng tin tưởng sẽ có vô số người đánh trái cây này chủ ý, tỉ như tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia. Chỉ là, lữ thụ vì sao không điện thoại nói với chính mình đâu tốt xấu cho mình nói một tiếng cũng được a à, cả người liền cùng mất liên rồi đồng dạng nghĩ tới đây có rang lại có chút sinh khí rồi nữ nhân loại sinh vật này nam nhân là nhìn không thấu lữ thụ bên này gặp co rang không có vứt bỏ tẩy tủy quả thực liền nhẹ nhàng thở ra tối thiểu đối phương lấy về liền sẽ ăn hết đúng không nếu như tẩy tủy quả thực có thế làm dịu co rang thống khổ vậy hắn liền thở vào trước mãi cho tới bây giờ lữ thụ đều không minh bạch co rang đến cùng là thế nào biến thành như vậy chẳng lẽ là Odin huyết mạch hậu di chứng. Nhưng mà còn cũng không lâu lắm, lữ thụ liền cảm giác được co rang vào ở trong tử điếm cuốn lên cự đại năng lượng ba động, linh khí trong thiên địa không ngừng như vòng xoáy bị rút lấy đi qua, càng đem phương viên một cây số linh khí tất cả đều rút ra trống không. Cái kia cự đại linh khí vòi rồng ở lữ thụ cảm giác bên trong lộ vẻ như vậy rung động, khi hắn cảm giác được một mạng này thời điểm liền rõ ràng, co rang hẳn là đem tẩy tủy quả thực cho ăn rồi bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ chiêu đến động tỉnh lớn như vậy. Mà một màn này, ở trên đảo có được cảm giác thể chế người chỉ sợ đều có thể cảm nhận được. Giờ này khắc này ca teo người đã đem hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ người cho nền không sai biệt lắm rồi, hơn 50 người nền 6 người thật sự là ngoại vi đều có chút không xen tay vào được, ở bên ngoài không chen vào được lo lắng suông. Tráng háng cùng y ác bọn người một bên bị đánh một bên nghe bên ngoài lại còn có người hô, các ngươi đánh đủ lâu rồi, để cho ta cũng đánh hai tay a à, nghe được cái này, trong lòng bọn họ đơn giản đúng vậy một trận tuyệt vọng. Chờ một trận ồn ào náo động đi qua sau lữ thụ thu rồi trọn vẹn hơn bốn vạn phụ diện tâm tình giá trị, trong lúc đó còn có một số bị Isaac bọn hắn hoàng thủ trúng chiêu ca teo thành viên cũng cho lữ thụ cung cấp không ít phụ diện tâm tình đáng. Bất quá ca teo cái tổ chức này xác thực kỳ hoa, muốn đổi khác tổ chức sớm liền trực tiếp giết người rồi, đâu còn có thể giữ lại cưu hận lớn như vậy, vạch mặt cũng liền xé rồi hoặc là lặng yên không tiếng động tới nhưng ca teo liền không giống nhau rồi giống trống khu chiên đến vừa nghe nói muốn đánh hát thủ đoàn xiết đều tán rồi chạy tới vui vẻ một thất sau khi đánh xong mọi người phát hiện quán trọ cửa đều cho cỏ hỏng rồi một đám ca teo thành viên liền đụng tại cửa ra vào từng cái từ trong túi quần bỏ tiền đụng đi ra bồi thường tổn thất bác gái nói không cần kết quả ca teo người còn không vui rồi biểu thị phía bên mình không phải loại người như vậy Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó thật đúng là Italy nói chuyện không đâu phong cách rồi, hắn vào ở tử điếm sau còn lục soát rồi một chút liên quan tới hắc thủ tin tức, kết quả hắc thủ tổ chức này cũng là rất kỳ hoa rồi. Kỳ thực hắc thủ tổ chức nguyên bản không gọi cái tên này, bọn hắn mới đầu tiên tại lấy bắt chẹt phương thức đến tiến hành, viết phong thư cách người ta cửa nhà, để người ta tuần mấy trước đó đem bao nhiêu tiền phóng tới ngoặt gốc trong hộp thư, phong thư sau cùng vẽ một cây đao, một cái màu đen tay cho nên hắc thủ tổ chức này danh xưng là như thế tới dân gian truyền ra về sau patrick nghe xong ai u danh tự không tệ liền gọi cái này đi về sau có người đậu đen rau muốn hắc thủ phong thư đằng sau vẽ hắc thủ quá xấu rồi khiến cho patrick vẽ trọng kim chuyên môn tìm rồi nhà thiết kế thiết kế rồi một chút nuốt không xuống khẩu khí này lữ thụ nhìn thấy cái này thời điểm đã cảm thấy cái này hắc thủ thật sự là không quá đáng giá hắn đi chú ý rồi tráng hán cùng Isaac bọn hắn tất cả đều nằm trên mặt đất giả chết, chờ đến xác định ca teo người đều đi rồi mới dậy dụ lấy từ dưới đất bò dậy đến rời đi, cứ như vậy trong khách sạn giác tỉnh giả ở khách lại còn lại rồi lữ thù một người. Lữ thù cảm thấy dạng này rất tốt, thanh tịnh. Khi hắn nhàn nhã lên lầu theo bản năng liền muốn đi nhìn một chút đối diện tử điếm, kết quả vừa hay nhìn thấy co rang đứng ở lầu ba bên cạnh cửa sổ đánh giá chung quanh, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Lữ thụ nhớ tới trước đó có rang nước mắt liền có điểm tâm hư, đem màn cửa lại kéo nghiêm một chút. Kết quả cũng không lâu lắm, đối diện trên cửa sổ thiếp lên rồi một trang giấy, trên đó viết, ta nhìn thấy ngươi rồi, khác dấu rồi. Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này đều có thể nhìn thấy chính mình. Cô nương này con mắt là đến có bao nhiêu kho A. À? Hắn theo bản năng chột dạ hướng cái kia mặt cửa sổ nhìn lại lại không lại nhìn thấy có rang thân ảnh, tự hồ có răng liền giấu ở tờ giấy kia sau dương dương đắc ý đang mong đợi hình dạng của hắn. Nhưng mà ngay một khắc này, lữ thụ chợt phát hiện chính mình hậu trường vậy mà nhiều rồi đề thăng không hiểu thấu phụ diện tâm tình giá trị, 100 trăm lượng trăm đều có, đại ngạch cũng có, lữ thụ còn chính là phát hiện rồi Francisco tên cũng giấu ở nó bên trong. Tình huống như thế nào? Lữ thụ sửng sốt một chút, khó nói y bọn người nhanh như vậy liền trở về báo cáo rồi. Thật tình không biết, ngay tại co rang thiếp ra tờ giấy này thời điểm, chính đang giám thị co rang các cái tổ chức người. Đều coi là co rang là nói bọn hắn. Bên này co rang giống như là đang cùng lữ thụ tiến hành một cái thú vị trò chơi lúc, có chút không nhìn được áp lực những cái kia giám thị co rang người đều nhao nhao động, đổi chỗ đổi chỗ, làm sao lại bại lộ nữa nha. Cũng có án binh bất động muốn nhìn một chút Bắc Âu thần tộc có phải hay không đang lừa bọn hắn, Francisco giấu ở cửa sổ đằng sau đem màn cửa kéo lên, sau đó nhìn chồng chọc vào cái kia tờ giấy trắng Kết quả lúc này là dính sát một tờ giấy trắng Kéo lên màn cửa cũng vô dụng Phụ diện tâm tình giá trị 666 Francisco hít một hơi thật sâu quay người nói ra Đổi chỗ Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình Đối phương lời này quá có tính nhắm vào A à? Ý đồ của chúng ta bại lộ rồi sao? Có người hỏi Hẳn không có Francisco lung lay đầu mặc dù đối phương phát hiện chúng ta đang giám thị, nhưng chưa hẳn biết nói chúng ta đến cùng muốn làm gì, dù sao hiện tại các cái tổ chức đều rụt trịch, ý đồ của chúng ta liền có thể giấu ở nó bên trong, đều lấy vì mọi người là hướng về phía thế giới thụ tới, ai có thể nghĩ tới mục tiêu của chúng ta là nàng. Vạn nhất bị biết rõ đây. Sardinian đảo cứ như vậy lớn, Francisco cười lạnh nói, chờ người của chúng ta đến đông đủ, nàng lại có thể chạy đi đâu hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến dán hai tờ giấy trắng cửa sổ liền định dẫn người rời đi, kết nếu như đối phương lại dán lên rồi tấm thứ ba giấy, đồ ngốc. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Quá phận rồi. Hắn Francisco còn không có bị người như thế ở trước mặt trào phúng qua. Chỉ là Francisco cảm thấy có điểm gì là lạ a à, cái này đồ ngốc hai chữ, làm sao cảm giác rất như là tiểu nữ sinh miệng ăn khớp đại lão gia đánh nhau mắng chửi người đều trực tiếp hỏi đợi thân thuộc bạo nói tục rồi, ai sẽ hô đồ ngốc, đồ đần loại lời này. Nhưng mà Francisco thân ở hoàn cảnh này, luôn cảm giác mình vẫn là nhận rồi lớn lao vũ nhục. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ thụ bên này cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống liền rầm rầm thu phụ diện tâm tình giá trị, hơn nữa Francisco phụ diện tâm tình giá trị nhất là rõ ràng. Chuyện gì xảy ra a à? coi như là người một nhà bị đánh rồi cũng không đến mức như thế táo bạo đi, chỉ riêng một hồi này Francisco liền cung cấp cho mình mấy khỏa khí hại trái cây rồi. Hắn nhìn lấy có rang cách không cho mình thiếp giấy trắng cảm giác mình khả năng quả thật bị đối phương nhìn thấy rồi, tâm lý có loại kỳ quái tư vị lan tràn ra, nhân sinh lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy lữ thủ có điểm tâm hoảng. Lữ thủ đứng ở bên cạnh cửa sổ thật lâu nhìn chăm chú bầu trời đêm, hắn cũng không biết mình đang làm gì, thẳng đến hơn một giờ sau trên cửa sổ thiếp đi ra một trương mới giấy trắng ngủ ngon lúc này lữ thụ bỗng nhiên ý thức được chính mình trước đó ngẩn người lãng phí hơn một giờ nguyên lai là đang chờ đợi cái gì hắn trở lại trong phòng nằm ở trên giường hai tay gối lên dưới đầu mặt liền không nhìn được đang nghĩ coi rằng đại khái giống như hắn là cái không có gì đồng năm người đi đối phương sinh ra ở bắc âu bên trong thần tộc hiển hách trong gia đình cùng lữ thụ khác biệt là đối phương một xuất sinh tự như là vàng chúng chút ánh mắt đồng dạng, nhất định sẽ mất đi rất nhiều vui thú, rất nhiều bằng hữu. Co rang viết cho hắn từng phong từng phong tin đều để ở đó một cái trong học sắc tất cả đều cho hắn rồi, cho nên hắn nhưng thật ra là hiểu rõ Co rang. Nàng không có cơ hội cùng đồng học cùng một chỗ cưỡi xe đạp tan học, không có cơ hội dạo bước xuyên qua rơi đầy phong dịp bóng rừng đại đạo, sau đó cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đi tới linh khí khôi phục thời đại, trở thành rồi chúng thần chi chủ. Lữ thụ nghĩ ngợi cũng không biết rõ co rằng trên người bây giờ vấn đề đã giải quyết chưa. Trong lúc suy tư, khí hại thế giới bên trong ma luyện núi tuyết động tác nhưng thủy chung chưa ngừng. Nhưng vào lúc này U Minh vũ tốc đến tin tức, hoàn cảnh phải chăng an toàn, có chuyện cần tức thời câu thông. Lữ thụ đáp lại, an toàn. Điện thoại đánh tới rồi, U Minh Vũ câu nói đầu tiên, tự hồ sở hữu chính đang giám thị có rằng tổ chức đang chuyển di vị trí, không biết rõ chuyện gì xảy ra, cái này loạn cục bên trong chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Lữ thù há mồm muốn nói cái gì, nhưng mà hắn nhớ lại vừa mới một màn kia màn tình cảnh, sửng sốt nửa ngày cũng không nói ra lời tới. U Minh Vũ câu nói thứ hai, không chỉ là tín ngưỡng lý luận bộ ở đánh coi rằng chủ ý, có nhiều người hơn gia nhập vào. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Sardinian ở trên đảo cũng không phải chỉ có một gốc thế giới thụ, mà là hai gốc. Lữ thụ nghe đến đó liền muốn mắng chửi người rồi, cái này hai gốc không cần phải nói rồi, một gốc là châu Âu quý tộc bán đấu giá gốc cây kia, một bụi khác đúng vậy có rang trong tay vĩnh hằng chi thương. Không thể không nói thế giới thụ mị lực xác thực quá lớn rồi, tự như là võ hiệp rồi thiên tài địa bảo đồng dạng, tự hồ đạt được liền có thể vài phút tăng trưởng mấy chục năm công lực. Mặc kệ là tại bất luận cái gì điển tịch bên trong, thậm chí là đang diễn dịch bên trong, thế giới thụ đều thủy chung là bị thần thoại đối tượng, cái kia là đến từ một cái thế giới căn nguyên. Đều có nào tổ chức để mắt tới co rang rồi. Lữ thù cười lạnh nói. Ngươi tức giận như vậy làm gì? U Minh Vũ sửng sốt một chút hỏi, có một số việc, hắn cũng không quá cảm kích. Ngươi có thể trả lời vấn đề à, mà không phải hỏi lung tung này kia. Lữ thù xấu hổ rồi một chút chuyển di chủ đề. Nước Đức, xe tăng, đã xuất phát, băng đảo, Reykjavik, nước Anh, thể ước, đều đã xuất phát trên đường rồi, u minh vũ nói ra nước anh bên kia không cần quá lo lắng thể ước ở tượng đảo di tích bên trong bị lý thiên là hố vô cùng thảm đã nguyên khí đã thương băng đảo bản thân cũng không có cái gì cao thủ nhưng là xe tăng cái tổ chức này muốn chú ý một chút lữ thù nghĩ nghĩ cụ thể nói một chút dù sao muốn đánh có rang chủ ý hắn đều muốn tìm hiểu một chút những tổ chức này chỉ sợ là đạt được rồi tin tức gì biết rõ nhằm vào bắc âu thần tộc không chỉ một nhà cho nên liền muốn đến xem có thể hay không ngư ông đắc lợi. Hơn nữa Bắc Âu thần tộc tại chủng tộc bên trong tranh luận bên trong từ trước đến nay cùng xe tăng là chết đối đầu, xe tăng liền cho rằng người bình thường nhất định phải trở thành giác tỉnh giả người cao đẳng nô lệ, mà Bắc Âu thần tộc liền tương đối lợi hại rồi, mỗi ngày phun xe tăng. Xe tăng người tới không nhiều, nhưng là thủ lĩnh đích thân đến, ngươi phải cẩn thận thủ lĩnh của bọn hắn quỷ Satan, phi thường lợi hại, U Minh Vũ Cường điệu nói tự hồ khoảng cách cấp A cũng chỉ có cách nhau một đường. Lữ thụ sửng sốt một chút, ba trứng. Nghe bắt đầu thật giống như là muốn sau một cao lợi hại một số. U Minh Vũ. Ngươi đang nói gì đấy? Làm sao cảm giác không phải một cái tầng đạo bên trên? Bất quá U Minh Vũ cũng không phải bình thường người, tự hồ trong nháy mắt liền minh bạch rồi lữ thụ ý tứ. Lúc đó U Minh Vũ liền im lặng rồi, hắn cũng không biết rõ lữ thụ não mạch kín đến cùng là dạng gì, Trần Độc Tú có khi sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngồi xuống. Đến từ U Minh Vũ Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Khụ khụ, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được chính mình nhưng có thể hiểu được sai rồi, còn có chuyện gì? Theo đáng tin tình báo, đêm nay có rằng rất có thể bởi vì tình huống đặc biệt tấn thăng rồi thực lực, nhưng cụ thể vô pháp phán đoán là đẳng cấp gì, U Minh Vũ nói rằng. Ngươi có thể nói điểm ta không biết sự tình a. À. Lữ Thụ im lặng rồi, chỉ là hắn chợt nhớ tới đến một việc tẩy tuỷ quả thực công hiệu giống như xác thực quá thực dụng rồi sau này mình có thể hay không ở trên đây làm chút văn chương đi ra bán là chắc chắn sẽ không bán đời này cũng sẽ không bán đối với lữ thụ tới nói tẩy tuỷ quả thực giá trị cực lớn tại bất luận cái gì tiền mặt ý nghĩa nếu như trao đổi đủ cường đại thần vật có lẽ còn có thể cân nhắc hơn nữa còn nhất định phải có thích hợp cơ hội lấy ra không phải vậy khi mọi người biết rõ lữ thụ trên người có lấy không hết tẩy tủy quả thực lúc, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ vì rồi nó điên cuồng. Ở ý nghĩa thực dụng phương diện, lữ thụ luôn cảm giác cái đồ chơi này đối với cường giả sức hấp dẫn sẽ không thấp hơn thế giới thụ. Giờ này khác này, tự hồ toàn thế giới ánh mắt đều đưa tụ tập ở hòn đảo nhỏ này bên trên, có lẽ lại phải có chấn kinh tu hành giới sự tình xảy ra rồi. Đội ngũ sau 6 ngày đến, ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, trước đó không nên xuất hiện ngoài ý muốn nếu như thân phận bị phát hiện cho phép ngươi tùy thời rút lui u minh vũ nói xong liền cúp điện thoại lữ thụ đứng dậy đi vào bên giường câu kiên ngủ ngon còn dán tại trên cửa sổ đối phương cũng không ngại tất cả mọi người nhìn thấy tâm tình của nàng mà cái này bốn tờ giấy trắng lại là hai người bọn họ ở giữa bí mật ngủ ngon lữ thụ nói rằng chỉ mong thế giới này có thể hơi công bằng một chút như vậy để coi rằng không cần sớm như vậy liền đi đối mặt không nên nàng đối mặt đồ vật nhưng vào lúc này lữ thụ bỗng nhiên phát giác được năng lượng bạo phát tựa hồ đang có chiến đấu ở phía xa xảy ra cái kia ba động tự như là yên tĩnh trong bầu trời đêm còi cảnh sát huyết dài đồng dạng chậm rãi lan đến gần nơi này lữ thụ có chút không hiểu này làm sao mỗi ngày khắp nơi đều có đỡ muốn đánh a à? đến từ đến từ lữ thụ nhìn thấy phụ diện tâm tình giá trị đúng vậy một mộng bức cái này phụ diện tâm tình giá trị xuất hiện thời gian cũng quá xảo đi, các ngươi đánh các ngươi quan lão tử thí sự. Hắn không biết là, giá nhất giá, hoàn toàn là bởi vì các cái tổ chức thay đổi giám thị địa điểm lúc xảy ra rồi xung đột, ai đều muốn tốt hơn giám thị vị trí, cứ như vậy đánh một trận. Một cái tiểu nữ sinh tâm tình dẫn phát rồi một trận huyết án, không biết rõ các tổ chức lớn biết được chân tướng sau sẽ có biểu tình gì. Trên hòn đảo cục thế càng ngày càng loạn, Nhất là khi lữ thụ biết rõ lại có ba tổ dịch dự định gia nhập ngấp nghé thế giới thụ đi cổ thời điểm. Sáng sớm ngày thứ hai liền có một tên Bắc Âu thần tộc thành viên vội vàng bên ngoài ra, sau đó lại trở lại trong tử điếm, hắn đem một cái nho nhỏ natri ca hợp kim vật chứa đưa cho co rang, co rang nghĩ nghĩ nói ra, biểu ca, có thể bảo đảm là bí mật lấy ra sao? Xác định, tối hôm qua thúc thúc của ngươi trong đêm từ trong thần điện đưa tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào, co rang biểu ca nói ra, co rang, tư chất của ngươi. Ta không muốn trả lời vấn đề này, thật có lỗi, co rang thành khẩn nói rằng, chuyện này nàng nhất định phải giấu giếm xuống tới, nhưng là nàng cũng không muốn lừa gạt. Chờ đến co rang biểu ca sau khi rời khỏi đây, co rang yên lặng mở ra vật chứa, đem chính mình một giọt máu nhỏ vào natri ca hợp kim bên trong, chỉ gặp bạc natri ca hợp kim cấp tốc chuyển là màu đen, sau đó liền không có rồi động tĩnh. Co rang nhìn rồi nửa ngày cũng không phát hiện nó dị thường của hắn, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đem Na Ca hợp kim thu lúc thức dậy, lại phát hiện cái kia màu đen vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển thành nhàn nhạt lôi đình. Quả nhiên, có Rang rốt cuộc xác định mình tại ăn rồi cái viên kia trái cây về sau, huyết mạch lại lần nữa tinh khiết một chút, đổi thành bình thường thuyết pháp chính là, tư chất của nàng khả năng đã bởi vì cái viên kia trái cây đạt được rồi đột phá, không còn là hạng A mà là tầng thứ cao hơn. Loại trái cây này tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà lữ thụ một lần liền cho nàng tám khỏa, nàng phải đem còn lại phía dưới trả lại lữ thụ. Có Ran chống đỡ cái cầm ngồi ở cửa sổ đằng sau bắt đầu ngẩn người. Có biểu ca vừa đi ra, có gian phòng liền bị người ngăn lại. Tại sao ta cảm giác thần chủ tâm tình tốt giống biến hóa rất lớn a? À? Buổi sáng cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng thời điểm nàng vậy mà ăn rồi hai cái trứng chiên, hai chén sữa bò, còn có ba bốn ngưu giác bao, lại còn hỏi đầu bếp có thể hay không làm trung quốc đồ ăn có thể hay không dậy một chút nàng. Trước khi khuyên nàng ăn nhiều một chút nàng đều nói không thấy ngon miệng đó a. À. Ta cũng không biết rõ, từ hồ đêm qua đi ra ngoài một chuyến liền vui vẻ bắt đầu rồi, có thể là lâu năm quá lâu ra ngoài giải sầu một chút liền tốt đi, biểu ca lung lay đầu suy đoán nói. Ngươi nói, có phải hay không là cái kia thiếu niên cũng ở trên đảo a? À? Ngươi hỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Biểu ca sửng sốt một chút, ngươi nói là, thần chủ tâm tình còn có bỗng nhiên tấn cấp sự tình, đều cùng cái kia thiếu niên có quan hệ. Ta không nói, đây là người nói. Một người khác trực tiếp vung nồi đi. Mặc dù chỉ là cái suy đoán, nhưng mà có rang biểu ca bỗng nhiên đang nghĩ, cái này mẹ nó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như nói như thế, cái kia có rang bỗng nhiên muốn na tri ca hợp kim sự tình tự hồ cũng có thể thuyết phục rồi, tất nhiên là tư chất thông qua thủ đoạn nào đó được tăng lên. Đây là cái đại bí mật, có rang biểu ca trầm mặt xuống, hắn nhất định phải dặn dò một tiếng có rang thúc thúc, việc này ai cũng không thể truyền đi. Lúc này Bắc Âu thần tộc bao quát có rang đều còn không biết rõ ngoại giới bởi vì cái kia bốn tờ giấy trắng náo ra rồi nhiều đồng tỉnh lớn, dù sao bọn hắn lâu năm không tranh quyền thế, coi như năm ngoái muốn bắt đầu dựng tình báo hệ thống cũng có chút muộn rồi. Chỉ là nhưng vào lúc này, một người ngồi yên bên cửa sổ có rang bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nứt vang, nàng biết rõ vĩnh hằng chi thương vết trạng cũng không có bởi vì chính mình tấn thăng triệt để đình chỉ, mà là tại tiếp tục mở rộng. Có ràng cũng không có cầm ra vĩnh hằng chi thương xem xét, mà là ngồi ở bên cửa sổ không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nàng rất rõ ràng, khi vĩnh hằng chi thương triệt để vỡ vụn một khắc này, có lẽ liền nên chân chính cáo biệt rồi. Động lòng người cái này một sinh đại khái không là sống càng lâu mới càng đặc sắc đi, có ràng giống như có lẽ đã đem chuyện này quên hết đi, bắt đầu suy đoán chính mình lần tiếp theo lúc nào mới có thể gặp lại đến lữ thụ. Châu Âu cũng không lớn, cho nên xe tăng, thể ước bọn người muốn chạy tới chỉ cần một đêm liền có thể làm đến, lữ thụ bỗng nhiên đang nghĩ có nên hay không khuyên co ràng trước trời xa cái này nơi thì phi. Chỉ là hắn không xác định, đối phương đến cùng phải chăng đối với thế giới thụ nhu cầu thật có lớn như vậy. Lữ thụ bên ngoài ra ăn cơm, hắn cũng muốn thể nghiệm một chút Sardinian trên đảo Mỹ thực chỉ là heo sữa quay thứ này hắn quả thật có chút ăn không rồi cuối cùng lựa chọn rồi một gia chủ bán mì ý tiệm cơm nhưng mà mới vừa vào cửa một khắc này lữ thụ thân hình liền cương rồi một chút chỉ bất quá lữ thụ phản ứng cũng rất nhanh qua trong giây lát khôi phục rồi bình thường như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi vào bên trong đi hắn không thể trực tiếp đi sau khi vào cửa có người liền thấy hắn rồi xoay người rời đi thực sự quá chói mắt từ khi hắn giả trang hao út xảy ra chuyện kém chút chết ở trong biển về sau lữ thù liền bắt đầu từ từ muốn thoát khỏi chính mình đối diện cổ ý lại trình độ. Hắn là cái rất am hiểu tỉnh lại từ ta người, khi lữ thụ phát hiện mặt nạ tùy ý sử dụng có đôi khi sẽ trong lúc lơ đãng đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong thời điểm, hắn liền bắt đầu cẩn thận rồi bắt đầu. Nếu như bị người biết nói trong tay hắn có dạng này một cái trận nhãn thần vật, chỉ sợ về sau tất cả mọi người sẽ có đề phòng, cho nên thép tốt phải có ở trên lưỡi đao. Chỉ là giờ khắc này, Lữ thụ có chút hối hận mình bây giờ không có dịch dung rồi. Cái này một bữa cơm quán đang dùng cơm mười mấy người chính là đều người mặc chế phục, mà cái này chế phục đúng vậy nó nhìn quen mắt. Cái này mẹ nó không phải thể ước tổ chức A, à, ban đầu ở tượng đảo di tích bên trong chính là cái này tổ chức khống chế rồi một đoàn tán tu đi khai cuộc tàn phá pháp khí, kết quả bị lữ thụ cho tận diệt rơi rồi tất cả thành quả lao động. Về sau bốn cái cấp C thể ước cao thủ chạy ra ngoài, lại gặp được rồi lý nhất tiếu. Lúc đó ở đây tán tu nhiều như vậy, tuy nhiên Lữ Thụ cũng không để lại cái gì hình ảnh tư liệu, nhưng là Lữ Thụ phi thường rõ ràng đối phương về sau là có tìm tán tu điều tra qua lúc ấy sự tình xảy ra tình huống, cũng điều tra qua chính mình. Thậm chí còn để đám tán tu y theo ký ức để diễn tả Lữ Thụ bộ dáng, sau đó để hòa sĩ vẽ ra Lữ Thụ hình dạng đến, cuối cùng từ tên kia cấp B cường giả xác nhận xác thực vẽ không có vấn đề, là hắn ký ức bên trong cái kia thiếu niên. Bất quá đối phương hẳn là cũng không biết mình cụ thể tướng mạo đi, liền ngay cả lúc trước giả tế nhà truy nã hắn đều như thế không có thả ảnh chụp A, à, chỉ biết rõ hắn gọi lữ thụ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ thiên la địa võng đối với hắn tình báo kịp lúc bảo hộ, chung ngọc đường phản ứng tốc độ không thể bỏ qua công lao, lúc ấy là chung ngọc đường một tay xử lý chuyện này, cũng là nếp đình xét duyệt đồng ý trực tiếp đem lữ thù giữ bí mật tầng cấp tăng lên tới thiên la. Tự hồ từ lúc kia, Nếp đình liền có rồi để Lữ Thụ cùng Ngày La đánh được rồi. Lữ Thụ thành thành thật thật chọn món ăn. Điểm xong liền yên lặng ngồi vào trong góc. Nhìn vào đúng lúc này bên cạnh một người mặc chế phục thể ước thành viên nghi hoặc nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ nghĩ thầm ngươi tốt nhất khác nhận ra ta. Đây là vì ngươi an toàn của mình lấy muốn. Uy, ta nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt. Một lời thể ước thành viên bưng mặt món ăn ngồi vào Lữ Thụ đối diện. Lữ Thụ trầm ngâm rồi hai giây ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Phụ diện tâm tình giá trị, 166. Cái này thế nào còn uy hiếp người đâu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Song Phương rơi vào rồi trầm mặt, lữ thù mắt to trừng đối phương đôi mắt nhỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. À, ta nhớ tới đến rồi, ngươi là cái kia biết công phu Trung Quốc minh tinh. Đối phương cái này gọi là có ri thể ước thành viên kinh hỷ nói lữ thụ nhẹ nhàng thở ra quả nhiên người nước ngoài nhìn người trung quốc cũng có mặt mù chứng a à. ngay tại lúc sau một khắc một đạo hàng quan từ lữ thụ trước mặt đảo qua lữ thụ nhanh chóng ngửa về đằng sau đi xem một chút tránh thoát rồi tập kích của đối phương kỳ thực đối phương nhận làm căn bản là giả mà là trực tiếp nhận ra rồi lữ thụ bộ dáng trong quán ăn lão bản cuồng hô các ngươi muốn đánh đi ra đánh không cần ở trong tiệm đánh làm hỏng rồi bàn ghế phải bồi thường tiền chỉ là lúc này không ai sẽ nghe hắn hơn 10 tên chế phục thể ước thành viên cấp tốc hướng lữ thụ chỗ nơi hẻo lánh vây quanh tới, mà lữ thụ không nói hai lời trực tiếp từ tay trái của mình bên cạnh tường đổ mà ra. tìm cơm lão bản cứ thế rồi nửa ngày đều nói không ra lời, hắn chỉ nói làm hỏng bàn ghế phải bồi thường tiền, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp cho hắn tường đều hủy đi rồi. Lữ thụ cảm thấy mình kỳ thực nghe xui xẻo, nếu như gặp phải chính là tín ngưỡng lý luận bộ hoặc là xe tăng loại hình tổ chức, đối phương chỉ định nhận không ra chính mình, kết quả hết lần này tới lần khác gặp phải là thể ước. Song Phương vốn là có đại thù, đây coi như là thật quan gia ngõ hẹp A. À. Một đám người đuổi theo trốn bán sống bán chết lữ thụ một đường phi nước đại, cái này lớn buổi sáng lúc đầu thành thị lý cư dân đều tụ trên đường nhìn cửi ngựa tiết biểu diễn đâu, kết quả là thấy cảnh này. Mọi người xem xét lữ thụ sau lưng mười mấy thể ước thành viên từng cái ăn mặc thống nhất chế phục còn tưởng rằng là tới biểu diễn đây này, nhưng mà cái gì cũng không thấy được nhào nhào biểu thị phi thường thất vọng. Không thể không nói châu Âu những này dân chúng bình thường cũng là tâm lớn, liền xem như người tu hành ở giữa chiến đấu cũng hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lữ thù cảm giác phi thường nhất cả trứng, hắn ngược lại là muốn một hơi giết sạch đối phương kia mà, nhưng trên đảo này cục thế là ai động thủ trước ai ăn thiệt thôi. Đêm qua một trận nửa đêm huyết án, vốn là hai hạng trung tổ chức vì rồi một cái điểm cao ra tay đánh nhau, Kết quả đánh rồi một đêm bị tổ chức lớn trên đỉnh, Lữ Thù tỉnh lại sau giấc ngủ U Minh Vũ liền nói cho hắn biết, cái này hai cỡ trung tổ chức đến Sardinia người trên đảo, đều không rồi. Bây giờ muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi tổ chức quá nhiều a. À? Nhưng vào lúc này, Lữ Thù phi nước đại đường cái trước biểu diễn tạp kỹ đội ngũ chạm mặt tới, trong đội ngũ thằng hề không ngừng hướng hai bên đường quan sát đám người cúi đầu biểu thị lòng biết ơn cùng lúc đó trong tay sáu bảy cầu lại bị hắn không ngừng ném lên thiên không ngay sau đó lại tiếp xoay tay lại bên trong lữ thụ xem xét đây không phải người quen biết cũ ca teo tổ chức tạp kỹ đội sao hắn một đầu liền vào rồi trong chi đội ngũ này sửng sốt từ đội ngũ trung gian xuyên qua đến lượt thể ước đi tới nơi này chi tạp kỹ đội trước mặt lúc thể ước hơn 10 người lập tức liền đem tạp kỹ đội cho xong người ngã ngựa đổ liền tại bọn hắn dự định tiếp tục đuổi đi ra thời điểm thể ước người lại bị giữ chặt rồi, thằng hề bình tĩnh nhìn bọn hắn, bằng hữu, dạng này rất không có lễ phép. Thể ước người không hiểu thấu, nhìn không ra chúng ta là người tu hành sao. Thằng hề trầm mặt rồi hơn 10 giây, vậy ngươi có thể nhìn ra chúng ta là giác tỉnh giả A. À? Thể ước, bệnh thần kinh A, à, không hiểu thấu trên đường cái gặp được một đội đồ nghịch tạp kỹ vậy mà tất cả đều là giác tỉnh giả. Các ngươi người ý có phải bị bệnh hay không? Thằng hề, đánh bọn hắn. Ngươi chờ chút, chúng ta truy người đâu, chúng ta cùng các ngươi không có cừu hận. Thể ước cao thủ bạo khiêu như địa lôi. Nhưng mà bên kia ngoại vi ca teo thành viên đã bắt đầu khách khách khí khí sơ tán người xem, mọi người nhường một chút không cần ngộ thương, chúng ta đánh cái đỡ. Cũng chính là lúc này lữ thụ chậm dần bước chân hướng đám người chi đi ra ngoài, nhưng hắn thân hình dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Francisco chính rất cung kính đứng ở một tên lão giả tóc hoa râm sau lưng cái kia trên người lão giả năng lượng ba động khủng bố như ngập trời sóng biển chỉ là cái này sóng biển tựa hồ cùng nếp đình bọn người tinh khiết khác biệt tựa hồ bên trong có cái này hỗn tạp đồ vật đang không ngừng du tẩu hơn nữa đối phương tự thân khí tràn cũng có chút hỗn loạn lữ thụ không muốn nhìn thấy nhất người rốt cục xuất hiện rồi tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia đã từng lữ thụ tưởng tượng qua muốn là đối phương bởi vì cùng thánh độ giao thủ bản thân bị trọng thương không đến sardinian đảo như vậy thì tính sardinian trên đảo trời sập xuống hắn lữ thụ nói không chừng cũng có thể vì có rang đứng vững nhưng là đối phương chung quy là đến rồi giờ khắc này lữ thụ cũng minh bạch tín ngưỡng lý luận bộ tất nhiên là cực coi trọng thế giới thụ không phải vậy không có đạo lý đối phương thụ thương còn muốn đi qua cũng may mắn lữ thụ không có cùng thể ước người treo lên đến có loại tồn tại này bóng tối bên trong rình mò hơi không chú ý chỉ sợ cũng muốn chết thảm tại chỗ làm sao bây giờ lữ thủ đứng ở nơi đó lâm vào do dự bên trong chính mình muốn vì rồi có rang cùng một cái cấp a là địch sao khi chủ giáo cùng thánh đồ tại thiên không bên trong xuất thủ thời điểm lữ thủ liền đã rất rõ ràng một điểm mình coi như chính thức tấn thăng cấp b cũng không thể nào là cấp a đối thủ ngay cả một phần vạn mặt thắng đều không tồn tại sẽ chỉ bị hoàn toàn nghiền ép lữ thủ bỗng nhiên bắt đầu quay đầu điên cuồng chạy bắt đầu có lẽ có một số việc sẽ nhìn lên đến rất điên cuồng nhưng không biết rõ vì cái gì lữ thụ bỗng nhiên muốn vì rồi nào đó trời xế chiều có đang nói với hắn lời nói điên cuồng một lần. Lữ thụ, đời này liền đi cùng với ta đi, không được ta chờ một chút, còn không được ta lại nghĩ một chút biện pháp. Thời điểm đó hắn, kỳ thực còn chưa ngủ lấy, chỉ là không biết rõ như thế nào đối mặt. Lữ thụ phi nước đại đến Italy nhà hàng trước cửa, lão bản chính nhìn lấy chính mình nhà hàng trên tường lỗ lớn một mặt phiền muộn Lữ thụ tiến đến về sau cầm ra một sấp đô la đưa cho lão bản, thực sự thật có lỗi. Lần sau sẽ không rồi. Nói xong lữ thụ quay người tiếp tục chạy như điên, lưu lại vị kia nhà hàng lão bản cứ thế rồi nửa ngày, còn muốn có lần sau. Bất quá lão bản tâm lý cảm giác là lạ, lạ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ chuyên trở về bồi thường tổn thất của hắn, dù sao hắn lúc trước chỉ nói rồi làm hỏng cái bàn phải bồi thường kia mà, cho nên lão bản chính mình cũng đã nhận mệnh rồi. Không thể không nói vị lão bản này nghĩ đường cũng rất thanh kỳ rồi. Lữ thù đi vào co rang chỗ ở tử điếm dưới lầu, nhắc đầu nhìn về phía lầu ba từng thiếp qua giấy trắng cửa sổ. Nguyên bản đang cùng co rang thảo luận bắt Âu bên trong thần tộc chuyện thành viên chợt phát hiện co rang nguyên bản liền có chút không yên lòng biểu lộ, từ từ biến rồi. Nguyên bản nghe bên trong thần tộc công vụ sau có chút mặt ủ mày cho dáng vẻ, dần dần trên khóe miệng chọn, trong mắt cũng tràn ngập rồi ý cười. Bộ dáng kia liền phản phất ánh mặt trời chiếu mà đến, trên đời tươi đẹp nhất bông hoa nở rộ rồi. Co rang đứng dậy cách cái bàn còn kém đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ dán tại trên cửa sổ rồi, tự hồ phía bên ngoài cửa sổ có có thể nhất khiến nàng vui vẻ người là ở chỗ này, tự hồ nàng một mực chờ lấy đối phương đến, mà đối phương thật đúng hẹn mà tới. Tên này thành viên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cũng là một mặt ý cười lữ thụ đứng ở tử điếm bên ngoài viện hắn lúc trước thế nhưng là tiến vào tượng đảo di tích cho nên gặp qua lữ thụ tên này thành viên nhìn xem co rang lại nhìn lầu dưới một chút lữ thụ nghiệp chướng a lữ thụ liền đứng ở dưới lầu hướng về phía co rang vẫy tay co rang bên người tên kia bắt âu thần tộc thành viên nghĩ thầm ngươi mẹ nó thật sự là bắt chúng ta bắt âu thần tộc chúng thần chi chủ quá không coi là chuyện to tác gì đi ngươi vẫy tay nàng liền phải xuống dưới chính ngươi thế nào không được đâu sau đó có rang tựa như một trận gió tự chạy xuống. Đo sơn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Có rang theo tử điếm xoay tròn thang cuốn một đường hướng phía dưới chạy tới, váy ở chập chờn, tựa như một cái khoái hoặc tinh linh. Nàng ở lữ thù trước mặt trạm định, hai cái mảnh khảnh tay kéo ở chính mình lắc lư váy, tựa hồ chập chờn váy liền đại biểu cho nàng lắc lư mà tâm tình kích động. Có rang đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là rụt trè một chút, lữ thụ tìm chính mình làm gì? Là muốn hẹn mình đi ra ngoài chơi à, có thể hay không hẹn mình xem điện ảnh, hoặc là ăn cái gì? Nghe nói nam hài ước nữ hài thời điểm sẽ có chút tiểu động tác đi, nhưng là nhất định không thể ở bên ngoài qua đêm. Suy nghĩ nhanh chóng, lời đến khóe miệng cũng chỉ còn lại có mấy chữ rồi, lữ thụ, làm sao ngươi tới rồi? Buổi sáng ánh nắng chiếu rọi ở trên người của hai người, hai người bóng dáng bị không ngừng kéo dài, tự hồ lập tức liền sẽ tới gần cùng một chỗ lữ thù tổ chức rồi một chút lời nói nói ra, ta phi thường khẳng định tín ngưỡng lý luận bộ liền là hướng về phía ngươi tới, ngươi biết không? Có rang thần sắc ảm đạm rồi một chút, chúng ta đoán được rồi, bất quá nghĩ đến thánh đồ cùng vị giáo chủ kia vừa mới lưỡng bại câu thương, cho nên cân nhắc nếu như vẹn vẹn chỉ là cấp B cao thủ tới, hẳn là không có biện pháp bắt ta, hơn nữa ta rất cần gốc cây kia thế giới thụ. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, có lẽ gốc cây kia thế giới thụ là giả đâu, hoặc là căn bản không tồn tại. Lữ thụ nói ra, có lẽ chỉ là vì rồi dẫn ngươi qua đây. Nghĩ tới, có rằng bình tĩnh nói ra, nhưng ta không có lựa chọn. Xảy ra chuyện gì? Lữ thụ theo bản năng liền đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn rồi, hơn nữa chính mình tẩy tủy quả thực hẳn không có đến giúp gấp cái gì, cho nên đối phương mới có thể vẫn như cũ là như vậy ngữ khí. Không có gì, có rằng cười cười, nàng từng nghĩ tới muốn hay không đem chuyện này nói cho lữ thụ, kết quả quyết định vẫn là không cần đi, tại sao phải đem một người bất hạnh thực hiện đến hai cái trên thân thể người đâu, nàng cười nói, chính là chúng ta thần tộc rất cần muốn cái thế giới này thụ tiêu bản A, à? không có chuyện gì. Lữ thụ trầm tư thật lâu nói ra, nước Đức xe tăng, nước Anh thể ước, Iceland bi, Italy hát thủ, tín ngưỡng lý luận bộ, thậm chí còn có một số lính đánh thuê, đều đang trên đường tới, đối với bọn hắn tới nói hiện tại Sardinian ở trên đảo không phải một gốc thế giới thụ, mà là tăng thêm ngươi, hai gốc, nơi này đã không an toàn rồi. Co rang cúi đầu không nói, kỳ thực lữ thụ có thể nhìn thấy đồ vật, Bắc Âu thần tộc thân ở châu Âu làm sao lại không nhìn thấy, từ vừa mới bắt đầu liền có người nghi ngờ khả năng này là cái âm mưu, dù sao thế giới thụ loại vật này cho dù ở linh khí khô kiệt thời đại cũng sẽ không đánh mất linh lực. Nhưng vì cái gì trước đó không hề có một chút tin tức nào đâu nhưng là giống như cô đang nói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới mạo hiểm. Bắc Âu thần tộc các thành viên tụ tập ở tử điếm cửa sổ quan sát, đặc biệt, vì sao trông thấy cái này nhỏ liền nổi giận đây. Ta cũng vậy, đặc biệt muốn lao xuống đi đánh hắn một trận. Muốn không chúng ta đi xuống đi. Khác rồi, thần chủ nên sinh khí rồi, lại nói ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, dạng này tại cửa ra vào tâm sự chúng ta còn có thể nhìn lấy, không giống đêm qua người đều mất tích rồi chúng ta cũng không biết rõ. Là vậy, có người nghĩ nghĩ nói ra, tâm sự cũng không có gì nha, chỉ cần không đem chúng ta thần chủ ngoặt chạy là được. Lúc này, lữ thụ suy tư liên tục tự hồ rốt cục làm xảy ra điều gì quyết định, co ràng không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương lên, chỉ nghe lữ thụ há miệng nói ra, đi theo ta đi, tuy nhiên ta cũng không biết rõ muốn đi đâu, nhưng là luôn cảm thấy không thể để cho ngươi đặt mình vào ở cái này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong hiện tại sở hữu tổ chức đều tụ tập ở chỗ này đối với ngươi lời còn chưa nói hết có rang cười giống một đầu nhỏ cá heo tinh khiết không tì vết được lữ thụ sửng sốt rồi chính mình còn đang suy nghĩ thuyết phục có rang lý do đâu kết nếu như đối phương đã đồng ý rồi kỳ thực ngươi không cần thuyết phục ta chỉ cần ngươi mở miệng ta liền nguyện ý cùng ngươi rời đi có rang mỉm cười nói ra mặc kệ đi đâu cái thế giới này rất hư ngụy cũng rất lạnh lùng Mọi người mỗi ngày đối mặt với vô số hoang ngôn, âm mưu, chiến tranh, huyết tinh, thậm chí không biết mình kỳ thực muốn sống thành một cái dạng gì. Mọi người chậm rãi không còn đi xem ban đêm như thế nào gián lâm. Cũng không còn đi xem chính mình phải chăng đạt được rồi đã từng mong đợi nhân sinh. Tâm lý thật lời nói, cuối cùng chỉ có thể ở 365 phân một trong ngày cả tháng tư đi nói. Mà cái này nhất thời từng phút từng giây, mặc kệ lữ thụ vẫn là co rang đều ở cái này hỗn loạn thế giới bên trong vẫn như cũ duy trì bản tâm của mình, nói cùng với chính mình thực tình lời muốn nói. Lữ thụ nói theo ta đi, có rang liền cùng hắn đi. Tử điếm mặt bắt Âu thần tộc các thành viên đều một mặt mộng bức, bọn hắn cũng nghe không được lữ thụ cùng nhà mình rau cải trắng nói cái gì, kết quả là nhìn thấy hai người khởi hành rồi. Ngoà tàu ngoà tàu, bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Cái này mẹ nó. Hắn đem thần chủ bắt cóc rồi ngay tại chúng ta dưới mí mắt bắt cóc rồi bắc âu thần tộc một đám đại lão gia đều không còn gì để nói rồi vừa nói xong dạng này tâm sự liền rất tốt tối thiểu mọi người còn có thể nhìn lấy kết quả người liền bị ngoặt đi hơn nữa bọn hắn có dự cảm cái này đặc biệt làm sao có thể không phải ngoặt một hai ngày đơn giản như vậy còn đứng ngay đó làm gì xuống dưới truy a ngoạ tàu một đám người hướng dưới lầu phi nước đại thậm chí có người trực tiếp mở cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài kết quả chờ bọn hắn đi xuống thời điểm một người ảnh đều không có rồi. Nghiệp chướng A. Đo sân phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Một chiếc to lớn du thuyền trên mặt biển đi thuyền, vai kiên hào sẽ tại trạm thứ nhất đến Hà Lan Amsterdam, nhưng mà thiên la địa võng tiểu đội mục đích cũng không phải là nơi đó. Bọn hắn đem ở Hà Lan đổi xe cái khác du thuyền tiến về Sardinian đảo, đây là đặc trước chế du lịch dây, giá cả đối lập ngang đắt một chút, trần tổ an ăn mặc lớn quần cọc nằm ở bông thuyền trên ghế nằm đeo kính đen len lén liếc hướng cạnh bể bơi bên cạnh mỹ nữ nhìn một hồi vẫn phải nghĩ một lát không phải vậy có phản ứng liền xấu hổ rồi ở bên cạnh hắn còn nằm ba cái đồng hành đội viên tào thanh từ thành thu xảo mới quen đấy đội viên hàng du từ đánh ta gia nhập thiên la địa võng đến nay còn chưa từng chấp hành qua nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ trần tổ an dương dương đắc ý cười nói nhiệm vụ như vậy chê ít cho ta đến một đánh tốt a à? mặt chỉnh chỉnh tề tề tạo thanh từ liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, nhưng mà tiểu mập mạp ở cái này thoáng nhìn bên trong cảm nhận được rồi sát ý, cấp tốc im miệng rồi. Nhưng mà vừa lúc này, bốn người đặt chế điện thoại di động tất cả đều vang lên, bọn hắn theo bản năng liền cầm lên đến giải tỏa nhìn xem có cái gì tin tức mới, kết quả nhìn hồi lâu trần tổ an một mặt chấn kinh, mất tích là có ý gì, ấn ta lý giải, có phải hay không? Đặc biệt chúng ta truyền thuyết bên trong lĩnh đội còn chưa thấy qua mặt, liền không cần chúng ta rồi. Đến từ trần tổ an phụ diện tâm tình đáng. Lữ thụ đem co rang cho ngoặt chạy rồi, thạch học tấn cắn một cái hành tây nhúng tương nói rằng. Nếp đình không nói chuyện. Ta nói. Lữ thụ đem co rang ngoặt chạy rồi, thạch học tấn cường điệu rồi một bên. Nếp đình mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn, ta biết, nhưng người có thể hay không đừng đang ăn hành tây thời điểm đối ta nói chuyện. Người xem thường hành tây, thạch học tấn nói rằng ta mẹ nó không phải xem thường hành tây, ta là xem thường đang ăn hành tây ngươi a. À. Nếp định mặt lạnh lấy nói ra, ngươi cho rằng lữ thù sẽ đem có rang mang đi nơi nào. Nếp định nguyên bản kế hoạch kỳ thực rất rõ ràng, nhiều như vậy châu Âu thế lực thư tụ tập ở một cái Sardinian ở trên đảo cướp đoạt đồ vật, treo lên đến đó là chuyện sớm hay muộn, cứ như vậy liền sẽ suy yếu châu Âu phạm vi lớn người tu hành tổ chức lực lượng. Đây không phải hắn đi mưu đồ, hắn chỉ là người đứng xem lại vui thấy kỳ thành, đây là hắn thân là thiên la địa võng người nói chuyện tính hạn chế. Thạch học tấn cảm khái nói, đây đại khái là ta mấy năm qua này thấy qua, kinh tâm động phách nhất ái tình rồi, châu Âu hiện tại tất nhiên triển khai một trận kinh thiên động địa truy vết cùng đào vong, mà mọi chuyện căn nguyên cũng chỉ là đơn giản ái tình. Ngươi xác định hai người kia biết rõ cái gì là ái tình. Co rằng không nói, lữ thụ cái kia hàng ngươi có thể đem hắn hướng phía trên này suy nghĩ ta đoán chính hắn khả năng cũng còn không có nghĩ rõ ràng đâu, Nếp Định khinh thường nói. Nhưng kỳ thực ta cảm thấy ái tình liền hẳn là ngay thơ đó a. À, thạch học tấn cười nhẹ nhàng, liền ngươi nhìn thấy, những cái này danh lợi tràn bên trong coi là đem chính mình cho sống minh bạch người, có mấy cái có thế có được ái tình loại vật này. Đúng vậy ở tỉnh tỉnh mê mê ở giữa cũng không biết mình vì rồi cái gì, cũng không biết rõ đối phương có thế cho mình cái gì, liền không hiểu thấu giao ra rồi hết thảy, đây mới là ái tình, không đúng sao. Ngươi đem ái tình thần thánh hóa rồi Nếp Đình bình tĩnh nói Thông tri Trần lão gia tử đi Để hắn đi một chuyến châu Âu Lữ thụ nhất định phải an toàn mang trở về Hắn đối với thiên la địa võng rất hữu dụng Cứu người liền cứu người Thạch học tấn cười ha ha rồi bắt đầu Không cần tìm cho mình cớ gì Bất quá ta cảm thấy trần bách lý Tùy tiện vượt biển đối với bình thường giác tỉnh giả xuất thủ không tốt lắm Liền để hắn ngăn lại vị giáo chủ kia đi Ta cảm giác Chỉ cần vị giáo chủ kia không xuất thủ lữ thụ liền không chết được. Hai người bọn họ ở chung hơn 30 năm, lẫn nhau đều là hiểu rõ nhất lẫn nhau tồn tại, Niếp Đình bất quá là lo lắng lữ thụ thôi rồi. Niếp Đình trên mặt có chút không nhìn được rồi, ta lo lắng hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy thiên la địa võng cần muốn nhân tài như vậy. Đúng đúng đúng, thạch học tấn cười nói, trong lòng ta cũng thế, lữ thụ trên chiến trường BUG đẳng cấp có thể so với Nga mùa đông, đúng, trần tổ an tào thanh từ bọn hắn làm sao bây giờ Niếp đình bỗng nhiên vò lên rồi mi tâm mới nhớ tới đến trả có bọn hắn chuyện này hơn nữa kỳ thực đây đã là lữ thụ việt tư rồi người xác định xuất động trần bách lý thật thích hợp sao nam dấu đang tu hành trần bách lý tiếp vào thông tri sau liền dự định bay đi châu âu cứu viện nhưng vào đúng lúc này hắn trong viện vậy mà đến rồi một vị khách không mời mà đến trần bách lý nhìn lên trước mặt người mặc áo sơ mi tây trang màu đen quần nữ hài, đối phương một thân tinh xảo khí tức, ai có thể nghĩ đến cái này là đã vang danh thiên hạ khôi lỗi sư. Trần Bách Lý bình tĩnh nói ra, cô nương tới tìm ta sao? Vân ý cười nói, các ngươi hẳn là biết rõ ta là ai rồi, nói thật ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại nhanh như vậy phát hiện ta, có thể nói cho ta nghe một chút đi là làm sao làm được sao? Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Trần Bách Lý toàn thân khí tức phồng lên, không giận tự uy. Châu Âu bên kia đã đủ loạn rồi, cho nên xin mời thiên la địa võng không cần nhúng tay, thật treo lên đến, tương lai thế giới này sẽ bị các ngươi hủy đi cũng khó nói, Vân ỉ mỉm cười nói. Hủy đi cũng là nhân loại chúng ta chính mình sự tình, cùng các ngươi khôi lỗi sư có quan hệ gì, Trần Bách Lý bản thân cũng không phải là cái gì tốt tính khí, làm sao khôi lỗi sư bỗng nhiên biến thành thủ hộ thế giới phía kia rồi, Quỹ ngân sách sẽ nhiều như thế năm chẳng phải là muốn đối phó khôi lỗi sư nhóm người này, thế nào giữa song phương còn có lợi ích điểm giống nhau. Vân ý lung lay đầu, thế giới này là lưu làm ngô vương trở về, thế giới đều là ngô vương, đương nhiên không có thể để các ngươi cho hủy rồi. Hai ta sinh tử tương bác khó phân địch thủ, nhưng ta nhất tâm muốn đi ngươi chỉ sợ cũng ngăn không được, chính các ngươi quyết định. Trần Bách Lý cười lạnh bắt đầu, cái kia trước đánh một chầu rồi nói sau. Không cần, Vân ý lung lay đầu Ngươi ta giao thủ phân ra năm năm Coi như ta giết rồi ngươi Cũng bất quá là để ta vương thiếu một cái thần dân mà thôi Tổn thất vẫn là ngô vương Bất quá ngươi không cần lo lắng Ta có thể bảo chứng tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia Cũng không cách nào tham dự truy vết. Dạng này liền hòa nhau rồi Dứt lời Vân ý phóng lên tận trời Trần Bách Lý thật lâu trầm mặt sau đuổi theo Nói thật hắn có chút không quá lý giải khôi lỗi suy nghĩ đường cùng oai lý tà thuyết, đối phương vậy mà cũng đang bảo vệ thế giới, nhưng lại là vì rồi cho đối phương vương thủ hộ thế giới mà thôi. Loại cảm giác này rất cổ quái. Nhưng cổ quái về cổ quái, thiên la địa võng uy nghiêm nhưng không để khiêu khích. Mà lúc này, Sardinian đảo Nam Bộ biên giới thành thị hộ chấp chính bản thân khoác áo bào đen lơ lửng mà lên, sắt thép con rối tự như nguy nga như núi lớn ở bên cạnh hắn yên tĩnh đứng trang nghiêm. Hắn đối diện tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo sắc mặt âm trầm, Ngươi muốn cùng ta tín ngưỡng lý luận bộ là địch Hổ chấp cười rồi bắt đầu Không 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 Ta chỉ là để ngươi ở thành này Thành phố hảo hảo tu dưỡng thương thế của ngươi Cái thế giới này quá yếu ớt Ngô vương trở về trước đó Các vị muốn đánh vẫn là đi di tích bên trong đánh tới đi Không bằng ngươi ta liên thủ Tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia Bỗng nhiên cũng cười rồi bắt đầu Ta biết rõ các ngươi khôi lỗi sư không chỉ một người Nếu chúng ta liên thủ Thế giới này đều không nói chơi Hổ chấp trầm mặt một lát cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi còn chưa xứng. Thanh âm kia từ áo bào đen phía dưới trong bóng tối truyền ra, để cho người ta bản năng liền cảm giác âm trầm cùng bá đạo. Thiên đỉnh mây đen đánh tới, một trận mưa to muốn lần nữa tập kích toàn bộ Sardinian đảo cùng Italy bờ Nam rồi. Lúc này, thế giới này chi đại nhân khẩu vài tỷ, mà khôi lỗi sư chỉ có hai người lại âm thanh vô cùng lớn, tựa hồ tất cả mọi người tổ chức đều không thể vòng qua bọn hắn giống như thiên la địa võng không phải đánh không lại chỉ là có uy hiếp mà tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ này còn không có dũng khí ở vừa mới dựng đứng thánh độ tên địch nhân này sau lại trêu chọc hai tên cường địch thế giới này vốn là nhao nhau hỗn loạn khi riêng phần mình bước vào danh lợi tràng một khắc này liền nhất định vô pháp muốn làm gì thì làm trừ phi đi làm cái kia đột phá cấp a tấn thăng cảnh giới cao hơn để nhất nhân lại quay đầu tầm mắt bao quát non sông nhưng mà khác nhau ở chỗ khi Vân ỷ đằng không mà lên về sau trận Bách Lý truy lên thiên không cùng đối phương trong lúc vội và đánh một trận, nam giấu địa khu Bách tính nhìn thấy một màn kia đều cảm giác chấn nhân tâm phách, mà vị này tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo thì chậm rãi lui về rồi nam bộ thành thị không còn động đậy, lập tức phân cao thấp. Loãng soạn ban âm thanh truyền đến, Sardinian trên đảo một cổ khinh quỷ đoàn tàu đang nam hướng bị chạy, đi qua Mỹ lệ thành thị Oristono, cuối cùng đến Sardinian đảo bắc bộ thành thị Ombia. Lữ thụ cùng Co răng ngồi ở khinh quỷ bên trên nhìn về phía ngoài cửa sổ, Co răng nhìn về phía đường xá ở giữa gặp phải hết thảy, tự hồ muốn đem những cái kia hết thảy mỹ hảo đều cho ghi tạc trong đầu. Nhưng mà nàng vô cùng rõ ràng, kỳ thực lữ thụ đối với tình cảm của nàng cũng không có đến nào đó loại nóng rực trình độ bên trên, tự hồ đối phương càng nhiều hơn chính là muốn cứu nàng, trợ giúp nàng, hoặc là hồi báo tình cảm của nàng. Thế nhưng là nàng cũng không để ý a à, cứ như vậy cùng rời đi, mặc kệ đi nơi nào đều tốt. Trong thân thể vĩnh hằng chi thương tiếng vỡ vụn giống như một tòa sông băng sắp từ trên vách đá giải thể rơi xuống, có ran quyết định không còn lừa mình dối người đi huyễn tượng Sardinian ở trên đảo đến cùng có hay không thế giới thụ tiêu bản, cùng để bắt Âu thần tộc tất cả mọi người cùng chính mình cùng đi mạo hiểm, không nếu như để cho chính mình yên lặng chết đi. Nhưng có ran cũng có tư tâm, nàng hy vọng ở sau cùng một khoảng thời gian bên trong có lữ thụ bồi tiếp, tuy nhiên dạng này có thể sẽ cho lữ thụ tương lai sinh hoạt mang đến rất nhiều làm phức tạp nhưng là có rang muốn liền để nàng tự tư một lần đi nếu như vậy lữ thụ đại khái liền sẽ không quên nàng rồi lúc này khinh quỷ quỷ đạo bên cạnh bãi có đường ý dạt dào mảnh khảnh cây cỏ bởi vì gió mà bốn phía lắc lư bỗng nhiên đi qua một cái khắc đá trên đó viết ta lại trông thấy một cái mới thiên tân bởi vì vì lúc trước thiên địa đã qua biển cũng đã không còn rồi từ nam bộ thành thì tiến vào sardinian đảo phía trong xác thực đang rời xa đại hải những lời này đến từ thánh kinh để ở chỗ này tràn ngập rồi kỳ diệu ngụ ý có rằng quay đầu đi cười nói lữ thụ ngươi ưa thích thơ ca sao học bá lữ thụ xấu hổ rồi một chút trước kia không có thời gian đi chú ý những vật này hiện tại linh khí khôi phục về sau càng không thời gian rồi trước sớm hắn liền có nghĩ qua muốn hay không đi viết a à, dù sao vạn nhất lửa kết thúc cái càng a à cái gì phụ diện tâm tình giá trị xác định vững chắc trầm trầm doanh thu nếu là kim lão gia tử cũng có cái hệ thống như vậy lữ thụ đoán chừng khi tiểu long nữ thất thân thời điểm kim lão gia tử liền đã thiên hạ vô địch rồi nhưng mà kinh nghiệm cuộc sống hạn chế rồi lữ thụ năng lực hắn là học bá không giả nhưng hắn không còn có thời gian đi chú ý những vật khác rồi Co rằng vui vẻ nói khi còn bé ở nhà một mình cũng chỉ có thể đi thêm đọc đọc sách ở nơi này tìm bằng hữu, hoặc là thông qua tác giả đi xem một chút thế giới đến cùng là dạng gì. Khi đó thế giới của ta có chút sai lệch, gia tộc vì ta cho cái thế giới này bị kín rồi một tầng mỹ hảo lọc kín, mọi người đối với ta đều rất khách khí, ta đi nhà hàng lúc ăn cơm lão bản đại thúc đều cười khanh khách, nhưng ta biết rõ kỳ thực mỗi người trong sinh hoạt đều có nỗi thống khổ của mình, mà ta lại chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn mặt tốt, không có cách nào đi giúp bọn hắn chia sẻ một số sầu lo cho nên cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Người đây là thân ở phúc bên trong không biết phúc A. À. Lữ thù cảm khái nói, ta hy vọng nhiều ta cũng có thể kinh lịch ngươi một cái thế giới như vậy, hết thảy đều rất tốt đẹp. Ngươi biết không, khi đó ta ngồi xổm ở ven đường bán trứng gà thu đến rồi một trương 50 nguyên tiền giả, ban đêm lữ tiểu ngư cơm còn không có tin tức đâu, đều gấp nhanh khóc rồi. Ta muốn trọng trọng đem cái này 50 đồng tiền tiêu xài, nghĩ thầm đã nhưng cái thế giới này như thế đối với ta, vậy ta cũng phải như vậy đối đại cái thế giới này mới đúng a à, nhưng là do dự rồi thật lâu, vẫn là xé toan rồi. Giờ khắc này lữ thụ bỗng nhiên ý thức được có rằng kỳ thực cũng không phải là với cái thế giới này không có hiểu rõ, nàng cũng sẽ có chính mình độc lập suy nghĩ, chỉ là rất ít cơ hội đi tự mình kinh lịch, cho nên nàng dùng rồi sai lệch cái từ ngữ này. Có rằng có thể lý giải lữ thụ lúc ấy xé toan tiền giả tâm tình nhất định rất thống khổ, nhưng đại khái cũng chính là dạng này từng cái chi tiết đắp lên lên rồi như thế một cái thiếu niên, làm cho lòng người sinh hoan hỷ. Có rang cười nói, ta trước kia nhất vui mừng một câu là câu nuông. Jerry nói, loại một cái cây, tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Cũng ưa thích Hemingway nói, dũng khí là áp lực dưới ương nhã. Các ngươi, ngươi có yêu mến sao? Lữ thụ ấp úng rồi nửa ngày cũng cảm giác giống như là điếu ti thiếu niên gặp được rồi văn nghệ nữ thần đồng dạng xấu hổ. Người thiếu niên lòng tự trọng lòng hư vinh kỳ thực đúng vậy muốn ở khác phái trước mặt thể hiện càng tốt hơn chính mình. Nhưng mà cái này trong tích tắc lữ thụ ngôn nữ thiếu thốn. Một câu đều không có sao. Có răng lệch ra quay đầu lại cười nói. Học bá lữ thụ trầm ngâm rồi nửa ngày, kỳ biến nẫu bất biến, phù hiệu nhìn góc vuông. Câu này thế nào? Ha 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 có rang nhân sinh bên trong vui sướng nhất thời gian đại khái đúng vậy giờ phút này rồi nàng đều không rõ lữ thụ đến cùng là cái gì não mạch kín nghiêm túc như vậy thời điểm vì sao lại đụng tới một câu nói như vậy tiếng cười của nàng dẫn tới chỗ ngồi trước mặt bác gái thiện ý quay đầu nhìn lấy bọn hắn có rang tranh thủ thời gian che miệng nhỏ giọng nói thật có lỗi lại một điểm phụ diện tâm tình giá trị đều không có lữ thụ ngơ ngác nhìn cửa sổ xe bên cạnh có rang trong mắt thâm tàn ý cười giữa trưa ánh nắng từ ngoài cửa sổ đưa tiến đến, sau đó ở co rang lọn tóc ở giữa nhẹ nhàng nhảy lên. Giờ khắc này, co rang có thể không có chút nào lợi oán giận nghe lữ thụ giảng chút nát đi à nha cười lạnh, không có phụ diện tâm tình giá trị, mà hủy diệt bầu không khí đại ma vương lữ thụ rốt cục gặp được một cái vào giờ phút như thế này sẽ không đối với hắn sản xuất sinh phụ diện tâm tình đáng giá nữ hài rồi. Bởi vì, đối phương xác thực cảm thấy rất vui vẻ a à vận mệnh cái từ ngữ này tựa như là một mực trời xa lữ thụ cái này thụ nguyền rủa người giống như sau đó rốt cục có một ngày quanh đi quẩn lại trở lại rồi bên cạnh hắn chỉ là lữ thụ nội tâm của mình còn có chút nhìn không rõ lần thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê ngồi ở khinh quỷ đoàn tàu bên trên bồi tiếp cô gái xinh đẹp lái về phía phương xa lữ thụ bỗng nhiên đứng dậy hướng về sau đi đến một cái chính đang xem báo bên trong người đàn ông bình tĩnh tự nhiên mà lữ thụ lại ngừng ở trước mặt của hắn nói ra ta tâm tình bây giờ rất tốt cho nên nguyện ý cho ngươi một cái chính mình nhảy xe cơ hội ngươi cảm thấy thế nào cái kia trung niên nhân hít một hơi thật sâu buông xuống báo chí không có giải thích cũng không do dự trực tiếp cưỡng ép kéo ra rồi khinh quỷ xe cửa khiêu đao ngoài cửa không ngừng lùi lại trên đồng cỏ đất này tốc độ quán tính đối với giác tỉnh giả tới nói không đáng kể chút nào mà hết thảy này lại nhắc nhở lữ thụ phía trước đường cũng không an toàn thế nhưng là cái kia mẹ nhà hắn thì thế nào có ra nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị từ nam mà đến mây đen che đậy sau nói ra, lại phải mưa xuống rồi. Ngay tại tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia bị hổ chấp bức về phương nam thành thị về sau, tín ngưỡng lý luận bộ trải rộng châu Âu thành viên bắt đầu dốc hết toàn lực, hướng bên này chen chút mà đến. Cái kia giống như là nghe mùi máu tươi mà động đám người, tự như là lúc này bầu trời bên trong dậy như thành tường mây đen, mà lữ thụ ngay tại có rang bên người, đã chuẩn bị kỹ càng rồi muốn đi cùng nhau đối mặt hết thảy. Từ đầu đến cuối hắn đều không có phát giác được, khi hắn tới gần co rang thời điểm, trong lòng bàn tay trắng thụ dấu ấn đã bắt đầu tiếp tục sáng tối chập chờn bắt đầu, hô chi dục ra. Lữ thụ vừa đem đối phương ép nhảy xe, liền thu đến rồi đến từ U Minh Vũ tin nhắn, tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo bị khôi lỗi sư ngăn lại, vô pháp ra Sardinian đảo phương Nam thành thị. Cái này khiến lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, Tuy nhiên không biết rõ khôi lỗi sư tại sao phải làm như thế, nhưng tối thiểu tin tức này đối với hắn và co rang tới nói là một tin tức tốt. Tính ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia ở toàn bộ châu Âu sức ảnh hưởng tự như cùng đỉnh đầu Thái Dương là chói mắt nhất tồn tại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ở cái này nho nhỏ Sardinian đảo, trong bụi cỏ còn ngồi sổng cái hổ chấp. Hậu nghệ chờ lấy bắn Thái Dương, đây là chẳng ai ngờ rằng. Lữ thù cũng là nhìn kỹ tin tức mới phát hiện, ở châu âu chính là hổ chấp ở nam tàn chính là vân ỷ lữ thụ nhớ tới vân ỉ ở lập nu di tích thảo luận muốn giết hắn thời điểm rất nhất cả trứng rồi cũng không biết mình lần này trở về có thể hay không lại bị đối phương để mắt tới đối phương hẳn là còn không biết rõ lập nu di tích bên trong chính là mình a à? chỉ mong đối phương vĩnh viễn không biết rõ ngươi để vừa rồi người kia nhảy xe rồi sao Coran đột nhiên hỏi nói Bị Co Rang hỏi lên như vậy Lữ Thụ không biết rõ thế nào còn có chút khẩn trương, ta có phải hay không quá phận một chút. Lúc này Lữ Thụ tâm lý Co Rang đúng vậy một cái tiểu nữ hài, cho nên chính mình đột nhiên làm rồi bạo lực như vậy sự tình bị phát hiện rồi vẫn là sợ đối phương trách cứ. Không biết à, Co Rang gật đầu nói nói, dù sao có người theo dõi hoặc là có người mang ý xấu, bản thân nên cho bọn hắn một số giáo huấn nếu có người muốn tới giết chúng ta, vậy chúng ta cũng cần phải giết trở về mới đúng. Lữ thù bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình cái ót, hắn luôn luôn theo bản năng đem hai cái co rang tách ra đến, một cái là chúng thần chi chủ co rang, một cái là có chút đần độn tiểu cô nương. Nhưng một người làm sao có thể tách ra đâu, đối phương cũng không phải tinh thần phân liệt, hai loại thân phận đặt ở trên người đối phương giống như cũng không mâu thuẫn, vẹn vẹn chỉ là biết rõ nên như thế nào đối đại chính mình, cũng biết rõ nên như thế nào đối đại cái thế giới này mà thôi. Hơn nữa, có rằng hiện tại đã ở vào cấp B cao dai nhất rồi, lại có mấy người có thể thương tổn được nàng. Lo lắng bất quá là số lượng của địch nhân mà thôi, những cái kia muốn hút máu người châu chấu, chuồng chuồng trong tay đã dơ lên đồ đao chạm mặt tới. Chiếc này khinh quỷ đã tiến vào tầm mắt mọi người bên trong, mặc kệ là ở trên đường vẫn là đã đợi ở mục đích, đều thời khắc chú ý. Khinh quỷ đã thông qua Villa Sidiro, dự tính còn có 2 giờ đến Oristono, Francisco đứng ở chủ giáo sau lưng nhẹ nói nói, chúng ta người sẽ sớm đến. Xe tăng người ở nơi nào? Chủ giáo thanh âm già dạ nua vang lên. Bọn hắn mới vừa từ bắc bộ lên bờ, hẳn là còn đến không kịp đuổi tới Oristono, cho nên chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chặn đứng hai người kia, liền sẽ không bị xe tăng người có thể thừa dịp cơ hội, đến mức những tổ chức khác, hẳn là không cần quá lo lắng. Francisco nói ra, sau đó ta sẽ tiến về Oristono thu thập tàn cuộc, đồng thời mang về vĩnh hằng chi thương. Francisco bởi vì hổ chấp xuất hiện chậm trễ rồi một chút thời gian, hiện tại tiến đến tất nhiên hơi trễ rồi, nhưng là chỉ cần bọn hắn người có thể ở Oristono ngăn chặn lữ thù cùng Coran, chờ đến hắn chạy tới cái kia tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cái kia gọi là lữ thù tuy nhiên tin tức không rõ ràng, nhưng tựa hồ cũng không có đặc biệt cao thực lực, mặc dù đối phương đã từng giết qua giả tế nhà cấp B cường giả Oidudo Tegami, nhưng vậy cũng có mưu lợi thành phần. Đến rồi lúc này, Lữ thù cái tên này đã bị châu Âu các tổ chức lớn biết rõ rồi. Không nên xem thường địch nhân, chủ giáo chậm rãi nói ra, Francisco ngươi quá mức ngạo khí, nhưng mà ngươi phải đi nhìn sạch cái thế giới này, cũng phải đi thấy rõ ràng địch nhân của ngươi. Vâng, chủ giáo, Francisco eo hơi uống lượng. Vĩnh Hằng chi thương nhất định phải cầm về, co rằng cũng phải chết, chủ giáo làm ra quyết định, chúng ta một mực thay mặt thần hành tẩu ở nhân gian, hiện ở nhân gian thật muốn xuất hiện thần minh rồi, chúng ta lại nên như thế nào tự xử francisco thân thể rung động rung một cái hắn nhớ tới chính mình tiến về thánh quan vườn lúc cái kia thánh quan vườn phía dưới thánh quan quan tài lại đang khôi phục khí tức nhưng mà khí tức kia đã không có rồi đã dung hội ở chủ giáo trong thân thể trở thành rồi chủ giáo tấn thăng cấp ai chìa khóa người bình thường khả năng không quan tâm chủ giáo thở dài nói nhưng thần minh đối với chúng ta mà nói bất quá là có thể chúa tể sinh mệnh quái vật thôi rồi trên cái thế giới này. Sao có thể thật sự có thần minh tồn tại, thế giới này cho không xuống nàng, giết rồi nàng đi. Ngữ khí bên trong một bộ trách trời thương dân khí tức, nói lại là dết chóc. Người có thể cùng thần tướng yêu sao? Chủ giáo bỗng nhiên cười lạnh rồi bắt đầu, ai lại biết rõ thần có hay không cảm tình. Đi thôi, sự tình hôm nay, liền muốn vào hôm nay giải quyết. Francisco vội vàng rời đi, mang theo tín ngưỡng lý luận bộ người lái xe chạy tới ô rơ tháp nặc. Nhưng mà đoàn xe của bọn hắn vừa mới chạy nhanh ra biên giới thành thị liền bị người ngăn lại Có người bỗng nhiên cao tốc từ ven đường đập vào đi ra giơ lên một quyền liền đem đội xe phía trước nhất chỉnh chiếc xe Việt giả đập ra ngoài Cái kia xe Việt giả sắt thép toa xe tóc ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang Cấp tóc lỏng vào Có rang biểu ca cùng bắt Âu thần tộc thành viên đứng ở con đường Trung ương Muốn qua sao? Chỉ sợ không được Nhà chúng ta thần chủ thật vất vả đàm lận yêu đương Ai mẹ nó cũng đừng hồng quấy nhiễu lạch cạch trận này mưa lớn cuối cùng từ mái vòm phía trên bắt đầu rơi xuống lữ thụ có ran nhìn lấy giọt mưa cạch 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 đập đánh vào khinh quỷ trên cửa sổ xe nàng do dự một chút hỏi ngươi trước kia từng có bạn gái sao không lữ thụ lung lay đầu vì cái gì đây có rang cười rồi bắt đầu ta cảm thấy hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi à sẽ rất nhiều chuyện còn rất có trách nhiệm tâm ngươi có phải hay không chê các nàng không tốt nhìn ta xem được không? Lữ thù nghĩ nghĩ trung thực thừa nhận nói, ngươi rất tốt nhìn, bất quá có người trước kia cho ta nói, không thể chỉ xem người khác bề ngoài, cũng phải nhìn nhìn bề ngoài của mình. Có răng cười rồi bắt đầu, lữ thù ngươi cũng nhìn rất đẹp đâu, tuy nhiên không phải đẹp mắt nhất cái kia một loại, nhưng ta cảm thấy vừa vặn a, à, đẹp hơn nữa một số, liền muốn lo lắng sẽ có vô số cái nữ hài tử thích ngươi rồi, sẽ thêm rất nhiều buồn rầu. Lữ thù cứ thế rồi nửa ngày cũng không có kịp phản ứng, đây rốt cuộc là khen chính mình đâu, vẫn là chửi mình đây. Ta lão đắc tội với người A, à, lữ thụ buông tay bất đắc dĩ nói, không ai thích ta, ta ở chúng ta bên kia, là có tiếng ôn thần, tất cả mọi người sẽ trốn tránh ta đi. Có Ran sửng sốt một chút, cũng bởi vì ngươi thường thường nghẹn người sao. Kỳ thực ta cũng muốn hỏi, lữ thụ ngươi vì cái gì như vậy ưa thích nghẹn người. Ngươi muốn A, à, nếu như ta sống được đủ lâu, vậy ta muộn năm tham gia bằng hữu tang lễ có thể hay không đối với mình rất tàn nhẫn, nếu như là cừu gia từng cái chết chứ, có lẽ liền sẽ có một cái tiếp một cái kinh hỉ. Lữ thù chững chạc đàng hoàng nói từ Internet nhìn tới nói vớ nói vẫn. Kết quả có đang phản hỏi, vậy nếu như là ngươi trước chết? Lữ thù. Cái kia cừu gia chẳng phải là muốn đốt pháo khắp chốn mừng vui. Lữ thù lúc ấy mặt liền đen rồi, màu nói phi phi phi. Có ran cười toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, phi 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 là có ý gì? Tại Trung Quốc đúng vậy xua đuổi điểm xấu ý tứ, đem người mới vừa nói ra không tốt cho xua tan rơi, lữ thù giải thích nói. Phi 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 phi. Ba cái là được rồi. Áo. Khinh quỷ ở vạn chúng chút ánh mắt bên trong lung la lung lay hướng về phía trước chạy tới, vô số người đang chú ý nó, chỉ chờ nó lái vào Oristono nhà ga, sau đó liền để tinh nhiễm mặt đất, để sinh mệnh tan biến trong tinh không. Nước mưa bàn bạc, Nguyên bản Oristono xe nhỏ đứng là không có người nào, nhưng lúc này lại có mấy trăm tên tín ngưỡng lý luận bộ áo bào trắng hành giả đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, biểu lộ hối bóng tối như sát cơ. Tín ngưỡng lý luận bộ là châu Âu lớn nhất tổ chức, nhưng mà nhân khẩu cơ số vấn đề, trung hạ tầng thực lực kết cấu vẫn là muốn yếu tại thiên la địa võng. Chỉ là lần này tín ngưỡng lý luận bộ cơ hồ dốc hết toàn lực, hai tên cấp B đã đợi chờ ở chỗ này, sau lưng càng là có đến không hết cấp C cùng cấp D. Lữ thù cùng có rang hai người tự như là hoàn toàn không biết rõ phía trước sẽ có bao nhiêu nguy hiểm giống như khinh quỷ trong xe có vị đại thúc cổng đàn guitar, còn trên xe cho mọi người ngẫu hứng hát rồi mấy bài hát kia mà, sau đó có rang tự hồ mệt mỏi rồi. Tựa ở lữ thụ trên bờ vai chậm rãi ngủ Trắng sợi tóc màu vàng ống khoác rồi lữ thụ nửa người Lữ thụ nhìn ngoài cửa sổ mưa dông chấp giật lâm vào trầm mặt Mẹ kiếp trên bờ vai cô gái này để lữ thụ cảm thán vận mệnh thần kỳ Lữ thù nhắm mắt lại cũng dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó đi mặt đối với thế giới bên ngoài mưa to. Lúc này, khinh quỷ đoàn tàu tự như là một cái tội ác thế giới bên ngoài xã hội không tưởng, lữ thù cùng có rằng ở chỗ này đạt được chỉ chốc lát thanh tịnh. Nhưng mà vừa lúc này, có xuyên việc còn lại thùng xe lại tới đây. Lữ thù bọn hắn chỗ thùng xe ở khinh quỷ đoạn giữa, người tới có trước có hậu, khuôn mặt túc dết. Có chút là vốn là theo dõi trên xe, cũng có người là phi nước đại đuổi theo khinh quỷ, giữa đường nhảy đến trên xe, tóm lại mục đích đúng vậy giết người, hoặc là thăm dò. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn dự định tới gần lại phát hiện mình bọn người trước mặt vậy mà lơ lửng lấy từng cây sợi tơ, lữ thù mở to mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cái nhìn kia liền làm cho tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu. Lữ thù băng lãnh biểu lộ làm cho tất cả mọi người tâm sinh thoái ý, một cái kia cái sợi tơ tự như là đòi mạng nguyền rủa đồng dạng như bóng với hình chỉ là lữ thù thủy chung không có đồng thủ, hắn muốn cho trong xe yên tĩnh một điểm, sạch sẽ một điểm. Vết chóc sắp bắt đầu, cũng không kém này nháy mắt rồi. Để có răng hảo hảo ngủ một giấc, tự hồ so vết chọn người quan trọng hơn. Sở hữu xong người tiến vào đều chậm rãi bị tước âm cho ép ra ngoài, nguyên bản khinh quỷ chính là toàn bộ xã hội không tưởng, kết quả hiện tại lữ thụ cũng chỉ trong coi cuối cùng này một khoang xe lửa rồi trong xe còn lại người bình thường cũng phát giác sự tình khả năng không thích hợp những sát thủ kia vội vàng mà đến lại lại từ từ lui ra ngoài lúc này mọi người mới nhìn đến trong xe trôi nổi tước âm bọn hắn theo sát thủ ánh mắt nhìn rõ ràng là bọn hắn vừa rồi tán dương qua một đôi trời sinh tình lữ ngay tại vừa mới đôi này tình lữ còn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt đâu không có nghĩ đến cái này thời điểm lại muốn đối mặt nhiều như vậy ghê tởm sắc mặt một cái lão thái thái đứng lên đến chậm rãi từ từ đi vào lữ thụ bên người dùng anh ngữ nói ra, nhi tử ta là ca ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, các ngươi không cần lo lắng, ở Sardinian đảo không ai có thể tổn thương các ngươi. Lữ thụ cười cười, ngài không sợ ta mới là người xấu sao? Lão thái thái âm vang hữu lực vung tay lên, không có khả năng, người xấu mới sẽ không có tốt như vậy cô nương ưa thích. Lữ thụ trầm mặt một chút cười nói, cảm ơn, Bất quá cũng không để cho Cateo tham dự cái này loại đánh đánh dết giết rồi, ta cảm thấy bọn hắn hiện tại liền rất tốt, hơn nữa. Bọn hắn cũng dết không rồi ta. Cái này khoan xe lửa bên ngoài nhìn chầm chầm bọn sát thủ nghe được sau cùng đoạn kết lời nói lúc, cơ hồ cảm giác hô hấp của mình đều giống như cũng bị người dùng như sắt thép hổ khẩu bóp lấy đồng dạng, cơ hồ muốn ngạt thở. Cái kia loại sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế, cũng không phải là ai đều có thể có lữ thụ hiện tại cũng không biết mình còn tính hay không là người tốt bởi vì hắn trên tay đã sớm dính vào vô số đầu nhân mạng rồi hắn giết qua người nhưng so sánh ở đây tất cả mọi người số đều nhiều cái này cổ khinh quỷ đem mang theo tất cả mọi người lái về phía địa ngục nhưng vào lúc này có rang chậm rãi tỉnh lại thiên khung phía trên bỗng nhiên một đào thiểm điện nổ bể ra đến lữ thụ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với có rang nói ra ngươi điện ta một chút có rang làm sao vừa tỉnh ngủ liền bỗng nhiên đối mặt loại yêu cầu này, bất quá khoan hãy nói, ngẫm lại vẫn rất kích thích. Lữ thụ đây là chợt nhớ tới, chính mình thử qua thiên nhiên thiểm điện, cũng thử qua mạc điện cửa, coi rằng tựa hồ còn có chút khác biệt, đối phương cô gái này lực lượng tựa hồ bản thân liền đến từ thần minh huyết mạch, loại vật này có thể hay không thiên đạo lôi đình ở trình độ nào đó có chung địa phương. Dù sao lúc trước cùng cao đảo Bình Tân thời điểm chiến đấu hắn liền biết rõ có rằng lôi đình muốn sau bình thường lôi hệ giác tỉnh giả lợi hại một số A. À. Hiện tại lữ thủ trong thân thể kiếm thai đều đã hơn 800 mai rồi, mà lôi đình kiếm khí nhưng thủy chung chỉ có hơn 300 mai vô kế khả thi, cho nên lữ thủ cũng rất sốt ruột. Thật! Muốn điện ngươi sao? Có ra nhìn một chút hành khách chung quanh nhỏ giọng nói rằng. Ừm, lữ thụ một mặt nghiêm túc nói rằng. Có rằng chỉ kho nhảy lên lên vui sướng lôi đình, nàng ngón tay giữa kho nhẹ nhàng đụng chạm lữ thụ da thịt. Ngao. Lữ thụ toàn thân rung rồi bắt đầu. Lão thái thái. Gãy đàn guitar đại thúc. Ở ngoài thùng xe sát thủ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức không biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trên xe đối với nhiều như vậy địch nhân chơi loại vật này, cây con mắt. Theo đạo lý nói lữ thụ là sẽ không bị ngần ấy lôi đình cho điện giật bình thường sức chiến đấu bên trong hắn chỉ cần tùy tiện phòng bị một chút mặc kệ là sao trời sa y vẫn là còn lại đều có thể ngăn cản nhưng bây giờ hắn là hoàn toàn dở xuống phòng bị rồi kết quả lữ thụ cảm giác bên trong cái kia lôi đình mới vừa gia nhập thân thể liền tựa hồ bị khí hại thế giới cho dẫn dắt đi rồi uống lượng lôi đình tại khí hại thế giới bên ngoài còn cuốn thật lâu không thể đi vào cuối cùng chậm rãi tiêu tán tuy nhiên không thành công nhưng là hiện tượng này lữ thụ chưa từng nhìn thấy khi lôi đình bị tức biển thế giới dẫn dắt thời điểm hắn liền biết rõ chính mình rốt cục tìm đúng rồi phương pháp đi 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 lữ thụ cảm nhận được ánh mắt khác thường lôi kéo co rang tiếng rồi khinh quỷ trong nhà vệ sinh phía sau hắn co rang có chút thẹn thùng này làm sao cảm giác giống như là trong truyền thuyết không quá nghiêm chỉnh sự tình đây bọn sát thủ một vừa nhìn trước mặt thủy chung lơ lửng tước âm không dám động đậy cái này mẹ nó có chút quá phách lối đi vậy mà ở trước mặt mọi người chui về đúc c biến thái về đúc c chật hẹp trong không gian co rang do dự một chút nói ra tuy nhiên ta cũng nguyện ý nhưng là có thể hay không thay cái tương đối chính thức địa phương ta vẫn là dùng sức điện ta lữ thụ cắt ngang rồi co rang co rang nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới lại là loại yêu cầu này chính nàng tâm tình đều không ăn khớp rồi về đúc c phía ngoài thùng xe yên tĩnh tất cả mọi người an tĩnh muốn nghe xem trong nhà vệ sinh đến cùng xảy ra chuyện gì kết quả là nghe thấy lữ thụ ngao một tiếng về đúc xê môn hạ khe hở một trận điện quan hiện lên sardinian ở trên đảo một chuyến khinh quỷ đoàn tàu như là một đầu bạo lông phá tan vô số màn mưa cứ như vậy ở mưa bên trong ngao 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 lái về phía rồi địa ngục phong cách vẽ mâu thuẫn mà lại hài hòa trong xe một sát thủ trong tay nghe bỗng nhiên truyền đến âm thanh tình huống thế nào rồi Tên sát thủ kia do dự một chút nói ra, hai người bọn họ tiến vào v đúc c rồi, còn thỉnh thoảng truyền đến nhau ngao ngao âm thanh, tràn diện cực kỳ huyết tinh, quá biến thái rồi. Điện thoại đối diện. Cái quỷ gì a? À? không phải là lẫn nhau chém giết cái gì à, làm sao bỗng nhiên biến thành cái này loại phong cách vẽ rồi. Các ngươi không có động thủ sao? Trong điện thoại người hỏi. Đánh không lại, sát thủ ngưng trọng nói ra, đối phương đã xác định là cấp B, hơn nữa thủ đoạn có chút quỷ gì Khinh quỷ đến đâu rồi Còn có 20 phút đồng hồ tiến vào Oristono phạm vi 30 phút đồng hồ trái phải đến nhà ga Chúng ta đã ở chỗ này rồi Tính ngưỡng lý luận bộ cũng ở Khi khinh quỷ vào trạm các ngươi lưu trên xe án binh bất động Tùy thời phối hợp giết người Trong nhà vệ sinh Có rang thận trọng hỏi Dạng này liền có thể rồi sao Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra Cảm ơn, đã giải quyết rồi Nói, Lữ thù khí hại thế giới bên trong bay ra một cái nho nhỏ kiếm khí, bên trên cuốn quanh lấy lôi đình, mà hắn khí hại thế giới bên trong hơn 800 mai kiếm thai, đều đã lôi cuốn ở lôi đình bên trong. Trước đó hắn gặp được thiên kiếp tai họa bất ngờ thời điểm, khí hại thế giới bên trong còn chỉ có hơn 300 mai kiếm thai, cho nên thiên kiếp cũng chỉ cải tạo rồi hơn 300 mai. Thế nhưng là liền nhìn ngày đó cướp tư thế, lữ thụ xem chừng làm không tốt coi như mình khí hại thế giới bên trong như Lý Huyền nhất đồng dạng có được hơn 10.000 mai kiếm thai cũng có thể một hơi toàn bộ cải tạo. Lần này có rang cho hắn, nạp điện, kỳ thực tiêu hao cũng không tính đặc biệt lớn, chỉ là lữ thụ lại nghênh đón rồi vui mừng ngoài ý muốn. Có rang lúc này mới biết mình lại là hiểu lầm rồi, nguyên lai đối phương là muốn mượn chính mình lôi đình đến tăng tiến trong cơ thể mình kiếm khí, nàng hiếu kỳ đánh giá cái viên kia nho nhỏ lôi đình kiếm khí, cái này lôi đình chính là ta vừa rồi dùng để điện ngươi sao đúng lữ thụ gật đầu một cái nói nói có rang bỗng nhiên nói ra vậy có phải hay không ta điện càng nhiều lôi đình liền sẽ càng nhiều nàng bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mình nhất định cùng cái thế giới này cáo biệt cái kia nàng có thể đem chính mình lôi định đưa cho lữ thụ có thể hay không cũng coi là lấy một loại phương thức khác hầu ở đối phương bên người mắt nhìn thấy có rang liền muốn phóng đại chiêu chuẩn bị điện lữ thụ rồi Lữ thụ tranh thủ thời gian ngăn lại, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lập tức liền muốn đến Oristono rồi, chuẩn bị ở sau chuẩn bị đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lữ thụ mang theo co rang một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, lại phát hiện không khí trong buồn xe giống như có chút cổ quái. Gãy đàn guitar đại thúc cười ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Lão thái thái cũng cười lên, bọn hắn tự hồ cũng không có đem sát thủ sự tình quá để ở trong lòng, nhưng mà bọn hắn không biết là, Olic thẳng nặc nhà ga bên trong, đã tụ tập vô số đến từ vực sâu ác niệm. Khoảng cách Oristono 10 phút cuối cùng, lái hướng địa ngục khinh quỷ bên trong ầm ầm bên trong nương theo lấy vui sướng tiếng cười. Các thanh âm ca ca vang lên, khinh quỷ cuối cùng chậm rãi đổ vào trạm, đoàn tàu bên trong vang lên nhẹ nhàng tiếng ý, các vị hành khách ngài khỏe chứ, bản trạm tới mục đích Oristono, chúc các vị đường đi vui sướng. Lữ thụ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ như hát xăm lâm như vậy bóng người ở mưa bên trong yên lặng trang nghiêm đứng lặng, hắn đối với co rang cười cười, chuẩn bị xong chưa? Co rang cũng cười gật gật đầu. Nếu như cái này khinh quỷ bên ngoài thế giới đã luân hãm tiếng sâu nhất trong địa ngục, vậy thì đem đất này ngục cũng cùng nhau nghiền nát tốt rồi. Bọn sát thủ nhau nhau vì hai người tránh ra đường, bọn hắn đã tiếp vào chỉ thị không cần ngăn cản, trong xe chờ lệnh, nhưng mà tước âm sợi tơ ở thùng xe bên trong bỗng nhiên du động lên, một cây một cây xuyên thấu mỗi một cái trái tim của sát thủ. Tự hồ đối với lữ thụ tới nói sau cùng Mỹ Hảo đã dư vị xong rồi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, giết chết ma quỷ, hoặc là chính mình thành vì người khác trong lòng ma quỷ. Mưa to bên trong, phương nam biên giới thành thì phía ngoài trên đường huyết sắc cùng vũng bùng lăn lộn cùng một chỗ, có phải hay không bị giọt mưa đánh bắt đầu, không tốt đẹp gì nhìn. Có rang biểu ca thở hào hển chật vật đứng ở giữa đường, máu tươi theo cánh tay phải của hắn không ngừng chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở chỗ đầu ngón tay, một giọt một giọt dung nhập mưa bên trong. Phía sau hắn bắt Âu thần tộc thành viên cũng cũng không dễ vượt qua, một trận đại chiến đã tiến hành đến khâu cuối cùng, mỗi người đều phấn đấu quên mình toàn lực mà làm. Chỉ là hắn đối diện Francisco cũng không dễ chịu, áo choàng đã vỡ vụn, chân trái hư điểm mặt đất giống như có lẽ đã vô pháp mượn lực rồi bắc âu thần tộc tuy nhiên bình thường hiền lành không ai có thể có thể đánh giá thấp bọn hắn sức chiến đấu đó là băng cự nhân huyết mạch bẩm sinh bản năng chiến đấu cùng siêu cường thiên phú francisco cười lạnh bắt đầu các ngươi coi là đem ta cản ở chỗ này liền có thể để bọn hắn được cứu sao hiện tại toàn bộ châu âu đều muốn giết chết hai người bọn họ các ngươi coi là cái kia thiếu niên lại có thể hộ nạn tới khi nào toàn bộ oristono đều đã biến thành rồi địa ngục bọn hắn chỉ là tự chui đầu vào lưới Coran đại biểu ca nhún nhún vai, một cái cánh tay không thể động sẽ để cho động tác này nhìn lên đến cũng không phải là đặc biệt nghiêm túc, còn có chút khôi hài, ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi sẽ chết bao nhiêu người. Kỳ thực ta ở tượng đảo di tích bên trong gặp qua cái kia thiếu niên rồi, ta vẫn luôn cảm thấy, không chỉ có các ngươi xem thường rồi hắn, khả năng toàn thế giới đều xem thường rồi hắn. Tránh ra, Francisco lạnh giọng nói rằng. Coran đại biểu ca có chút bất đắc dĩ còn muốn ta nói bao nhiêu lần nói đến đây hắn bỗng nhiên từng chữ nói ra cắn răng nói ra hôm nay ai mẹ nhà hắn cũng không qua được francisco nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình đó là một khối tin mỹ bản số lượng có hạng người máy biểu hắn cười cười có lẽ ta có thể vì các ngươi mang đến xấu nhất tin tức nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát thông điện thoại francisco là cho quyền oristono bên kia tín ngưỡng lý luận bộ người phụ trách chỉ là điện thoại thủy chung không người nghe cái này khiến Francisco có cực kỳ dự cảm không tốt. Đánh không thông sao? Có rang biểu ca nhếch miệng cười nói, ta khả năng biết rõ vì cái gì? Francisco lạnh lùng nhìn về phía đối phương, vì cái gì? Có thể là bọn hắn mộ phần đầu tín hiệu không tốt lắm, ha 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 ha. Khụ khủ. Có rang biểu ca cùng Bắc Âu thần tộc thành viên đều vì rồi cái này có chút lạnh trò cười cùng tiếu bắt đầu, kết quả cười cười khục ra một ngụm máu tươi. Francisco lẳng lặng đứng ở mưa bên trong lần nữa rút ra chính mình thập tự kiếm đến, trước khi chui này bị lữ thủ cướp đi rồi, nhưng là tín ngưỡng lý luận bộ cho tới bây giờ không thiếu vũ khí. Hắn đã nhìn ra rồi, bọn này bắt Âu thần tộc, cũng định liều chết với hắn đến cùng rồi. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì cùng đàn bà giống như, Co rang biểu ca đem trong miệng huyết thủy nôn tiếng trong mưa, đánh liền xong việc rồi. Lữ thụ mang theo co rang bước vào mưa bên trong, tự như là kéo mỹ lệ nữ khách quý đến thịnh trang có mặt già dạ yến, thảm đỏ đã trải rộng ra, mà thảm đỏ bên trên chỉ có máu tươi. Cùng cùng máu tươi từ khinh quỷ trong cửa xe chảy xuôi đi ra, ở lữ thù cùng co rang phía sau là hơn 10 tên sát thủ thi thể. Một màn này quá mức thảm liệt, có lẽ ma quỷ thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Ông thanh âm ông ông ở đỉnh đầu vang lên, cự đại chùm sáng từ trên trời giáng xuống chiếu sáng rồi hai người, giống như là trên võ đài truy chỉ riêng đèn, Lữ Thụ bình tĩnh nhất đầu nhìn thoáng qua, chiến trận lớn như vậy à, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều xuất động rồi. Đưa tay ở giữa sợi tơ theo màn mưa đi ngược dòng nước, trong nháy mắt liền đem toàn bộ máy bay trực thăng xuyên thấu ra 36 cái tinh mịn lỗ thủng đến, máy bay trực thăng cánh quạt tóc ra không cam lòng gào thét, nhưng là bất kể thế nào dãy dụa, bộ này máy bay trực thăng phía bên phải vẫn là trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm đến. Đo nhiên hướng cách đó không xa rơi xuống mà đi cái này loại khoa học kỹ thuật ở cấp b người tu hành trước mặt đã không đáng giá nhắc tới bởi vì nó nhược điểm quá nhiều từ đầu đến cuối đều không có một giọt mưa điểm rơi vào co răng trên thân lữ thụ dùng thủy hệ dị năng thận trọng bảo hộ lấy bạn gái không cho hình tượng của nàng có chút bị hao tổn lữ thụ nghĩ thầm chính mình cái này điếu ti cũng có bảo hộ nữ thần một ngày a à, ngẫm lại còn rất có phong độ thân sĩ cảm giác phía trước mấy trăm tên người mặc áo bào trắng tín ngưỡng lý luận bộ thành viên đều nhịp từ bên hông rút ra thập tự trường kiếm màn mưa rơi vào trên thân kiếm sau đó ở trên thân kiếm rót thành dòng nước người thật đúng là nhiều a à, lữ thụ cảm khái nói ta cùng ngươi giảng ta ở phi châu thời điểm gặp được hai cái cấp b sát thủ có một một chuyện rất có ý tứ co ràng có chút hăng hái quay đầu sang nhìn hắn chuyện gì ta cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm hai người bọn họ kỳ thực phối hợp phi thường tốt một tên kim hệ giác tỉnh giả liền ở phía sau thả kỹ năng, mà một tên khác lực lượng hệ giác tỉnh giả thì che ở trước người hắn, vì hắn bảo đảm điều khiển hộ tống, lữ thù bình tĩnh nói ra, ta về sau nghĩ nghĩ cái này loại tác chiến hình thức thật rất tốt a, à, hơn nữa bọn hắn còn rất ăn ý, khó trách dám đi săn bắn thiên la. Kim hệ có thể không kiên nể gì cả điều khiển kim loại, mà lực lượng hệ giác tỉnh giả thì phát huy chính mình am hiểu nhất ưu thế, đem kim hệ bảo vệ thật tốt. Sau đó thì sao? có rang tựa hồ không có minh bạch lữ thụ muốn nói gì ta nói chính là lữ thụ hít một hơi thật sâu mà phía sau sắc lạnh lùng xuống tới ngươi cứ việc yên tâm chơi đi có ta ngăn tại trước mặt của ngươi đã từng đảm nhiệm nhân vật này cái kia co rằng cái kia hai cổ kỵ sĩ con rối thế nhưng là vĩnh hằng chi thương xuất hiện vết trách co rằng chính mình thân thể lại chậm chạp vô pháp khôi phục về sau hai tòa kỵ sĩ pho tượng cũng chậm trễ vô pháp khôi phục thương thế bọn chúng cần thu nạp co rang trên người năng lượng đến tiếp tế tự thân, nhưng co rang ngay cả mình đều nhanh không gánh nổi sản khoái nhưng cũng liền không để ý tới bọn chúng. Nhưng là không quan hệ, nàng còn có lữ thụ. 36 cái tước âm từ không trung bên trong bay trở về, lữ thụ cũng không có đưa nó nhóm thúc đẩy ra ngoài. Mà là hóa thành lấp kín nói cho xoay tròn kiếm tường đem co rang bảo hộ ở chính giữa Lữ thụ rút ra sơn hạ ấn bên trong thừa ảnh liền đứng ở co rang trước mặt Như nguyên ngà núi lớn có đôi khi Lữ Thụ rất hâm mộ những cái kia trong tivi anh hùng, cả đám đều nhìn lên lai like đặc khác ngưu bức, thế nhưng là để Lữ Thụ đi làm anh hùng lời nói hắn hẳn là không nguyện ý, bởi vì hắn không có cái gì cứu vãn thế giới tình hoài. Kỳ thực hắn đúng vậy cái bán trứng gà luộc bán đậu hũ thúi nghẹn người đại ma vương a, hủy lên bầu không khí đến không nháy mắt, nói lên đến khả năng giống như là chuyện Tiếu Lâm, nhưng hôm nay qua đi có lẽ hắn liền thật trở thành ma vương rồi bởi vì ma vương âm thanh tên đều là dùng sinh mệnh cùng hài cốt đắp lên đi ra. Cổ trong xe đại thúc cùng bác gái nhóm không có xuống xe, tự hồ cũng không có bị lữ thụ thủ đoạn giết người bị dọa cho phát sợ, mà là từng cái dáng cửa kiến xe hướng ra phía ngoài xem ra, lão thái thái còn tại cao giọng la lên cho lữ thụ ủng hộ, tốt như vậy cô nương, nhất định phải bảo vệ tốt a à? Lữ thụ về trước cùng trên xe các bằng hữu mỉm cười phất tay ra hiệu, Cô ràng thấy cảnh này không biết rõ vì sao cảm giác tâm lý kỳ thực thật ấm áp. Lữ thụ, ngươi nhưng thật ra là ta hứa một cái nguyện, cô rang nhẹ nói nói. Lữ thụ sửng sốt một chút, ưm. Có ý tứ gì? Ta nằm ngoái thời điểm đi ngang qua cầu nguyện ao liền ném vào một cái tiền xu ta nói ông trời a à, mời ngươi ban cho ta một cái anh hùng đi, sau đó ngươi liền xuất hiện rồi, cô ràng cười nói nói. Lữ thụ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên nghe được loại lời này, ta ứng làm như thế nào đáp lại a? À? có ran giả bộ như tức giận trạng đồ ngốc. lữ thụ nhếch miệng cười cười lơ đỉnh. khi toàn thế giới anh hùng không có ý gì, không bằng khi sau lưng cô gái này anh hùng. kỳ thực khi anh hùng cũng rất có cảm giác thành công nha. sau một khắc mưa rào tầm tã ầm vang rơi xuống, bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật. có người coi là đó là một đầu thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện cái kia lôi đình cũng không phải là đến từ thiên khung. Mưa kiếm rơi xuống, có ràng khống chế lôi đình cũng theo đó rơi xuống, hơn 800 mai kiếm khí hỗn tạp ở mưa bên trong như là cự đại thu hoạch cơ, mà mạng mưa phía dưới người cũng chẳng qua là lúa mì dạng này thực vật mà thôi, thực vật là sẽ không có sinh mệnh. 800 đánh dấu binh chạy bắt sườn núi. Lữ thụ cảm thấy mình thật là một cái nhược trí, làm sao lại ngay tại lúc này nhớ tới loại những lời này. Hắn chỉ có 800 mai lôi đình mưa kiếm chiến trường bên trong bỗng nhiên vang lên vô số tiếng kêu rên, một cái mưa kiếm từ trên trời giáng xuống rơi xuống ở một tên tín ngưỡng lý luận bộ thành viên trên thân, nhưng mà kiếm kia mưa cũng không có giống bình thường giọt mưa đồng dạng dừng lại, mà là từ bả vai một đường đánh nát xương vai cùng huyết nhục. Rơi trên bờ vai còn tốt, nhưng rơi ở đầu phía trên đâu? Tín ngưỡng lý luận bộ người nhìn lên đến rất nhiều, nhưng mà cấp dây phía dưới không có linh lực áo giáp người tu hành cây bản không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản cái này mưa kiếm. Từng cái bóng người ầm vang đến cùng, máu tươi theo nước mưa từ đứng trên đài chảy đến khinh quỷ trên quỷ đạo. Mưa bên trong nhớ tới tiếng bước chân dày đặc, tính ngưỡng lý luận bộ hơn 10 người ở hai tên cấp B chỉ huy hạ triệu lữ thụ lao đến, lữ thụ cầm trong tay thừa ảnh ngăn tại co rang trước người, nửa bước không lùi. Hắn thân thể hô ứng chính mình lợi hại nhất ý chí, mỗi một cây bắp thịt đều như là sắt thép giống như kéo căng rồi, chuẩn bị mở ra hết thảy chạm mặt tới bóng người. Co rang phóng thích ra lôi đình, thiểm điện ngang qua bầu trời chiếu rọi ở màn mưa bên trong, sau đó như là trường mâu đồng dạng vào đi, xé rách hết thảy. Chỉ là mỗi phóng thích một lần lôi đình, có rang tựa hồ cũng có thể nghe gặp trong thân thể mình chui này vĩnh hằng chi thương vết trạng lan tràn âm thanh, nàng vô dụng vĩnh hằng chi thương, không phải nàng sợ chết, mà là nàng muốn cùng lữ thù nhiều ở một lúc. Hơn nữa tự hồ nàng cũng xem nhẹ lữ thù rồi, có rang vẫn cho là trước mặt mình cái này thiếu niên đã đầy đủ lợi hại rồi, nhưng giờ này khắc này, nàng vẫn là ý thức được nguyên lai like mình đã từng cái gọi là lợi hại vẫn là đánh giá thấp rồi đối phương a à. đao quan kiếm ảnh vậy đại khái đúng vậy giang hồ vốn hẳn nên có chân thực khắc họa mà yêu hận tình cừu mới là cái này máu tanh vị bên trong vật điều hòa ít đến thương cảm lúc trước lý huyền nhất 13 cái chữ quyết lữ thụ đã sớm rèn luyện rồi nhưng kiếm đạo là thiên biến vạn hóa Lữ thụ ở hải công tử chỉ điểm sau vẫn có lòng muốn nhảy ra cái này 13 cái chữ quyết lòng chim để hoàn thành của mình kiếm nói, luyện đến luyện đi lại từ đầu đến cuối không có thực tế cơ hội. Khi tính ngưỡng lý luận bộ đánh tới, lữ thụ đối mặt như cũ có trên trăm nhân số, giống như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ đắm chìm. Đông 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 tiếng bước chân vang lên lần nữa, lữ thụ đối với cái này tiếc tấu quá quen thuộc rồi, Lúc trước Francisco chính là muốn dùng cái này bí thuật đến trói buộc lữ thụ, để lữ thụ toàn thân huyết mạch, trái tim, thậm chí là ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều đi theo đối phương bước chân bị điều khiển. Có người một kiếm từ khía cạnh chém tới, lữ thụ cuối lưng quay người một kiếm vẫy đi liền đem đối phương thập tự trường kiếm từ bên trong bổ ra, đối phương căn bản nhìn không thấy thừa ảnh, vô hình thừa ảnh nghịch mạng mưa đối diện mà đi thời điểm, ai cũng không nghĩ tới thập tự kiếm sẽ đoạn, người sẽ chết. Một kiếm này thực sự quá gọn gàng mà linh hoạt, thật giống như ngươi muốn bẻ gãy một chiếc đũa, liền thật bẻ gãy rồi, cái kia chiếc đũa ở trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn thập tự trường kiếm từ trước đến nay là châu Âu tốt nhất chế tạo vũ khí, thế nhưng là lữ thụ trong tay vô ảnh kiếm phong lại không chút nào trở ngại đem một kiếm hai đoạn. Không cần đơn độc lên. Có người ở đêm mưa bên trong tỉnh táo chỉ huy. Lữ thụ trên người trói buộc càng ngày càng nhiều, cái kia ánh sáng màu bạc từ tín ngưỡng lý luận bộ mà đến, lữ thụ tự như là một cái con mồi đối mặt với trên trăm tên thợ săn. Có người ở đội ngũ đằng sau lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, mục tiêu của chúng ta là phía sau ngươi co rang, hiện tại tránh ra lời nói chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, bao nhiêu người đều chết ở sắc đẹp bên trên, ngươi cần gì phải. Cúc mẹ mày đi. Lữ thụ chậm rãi nhất lên thừa ảnh, đột nhiên bạo phát lực lượng khổng lồ, kiếm cương tràn trề ngăn tại lữ thủ trước mặt tín ngưỡng lý luận bộ thành viên đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ có loại thủ đoạn này, kiếm cương quỷ tích rất thẳng thắn trực lai trực khứ, muốn giết người. Thế nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc kiếm cương thời điểm, lữ thủ trong thân thể thi cẩu cùng phục thủy đã lặng yên mà ra, quỷ tích vận hành sát mặt đất mở ra trên đất nước động, giống như phá sóng ca nô đồng dạng đâm thẳng nói chuyện người kia hai chân. Người kia trong lúc nhất thời không có phát giác, hai chân vậy mà liền như thế cùng nhau gãy mất rồi giết bọn hắn. Tên kia cấp bê cường giả làm sao cũng không nghĩ tới, cứ như vậy vừa thấy mặt công phu, đối phương vậy mà tại nhiều như vậy người trước mặt chém tới rồi hai chân của hắn. Thi cẩu cùng phục thị bị nhốt trong đám người trái phải đập vào lại nhất thời ở giữa vô pháp trở lại lữ thụ bên người, ánh sáng màu bạc uổng phí gia tăng, lại để lữ thụ cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội, tự hồ liền ngay cả đưa tay đều có chút khó khăn. Tính ngưỡng lý luận bộ thập tự trường kiếm ở trên không khí bên trong mau ra vô số quan ảnh, trong xe lão thái thái cùng các đại thúc đều khẩn trương lên đến, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, cái kia thiếu niên tuy nhiên rất cố hết sức thậm chí đã bắt đầu thụ thương rồi, nhưng thủy chung chưa từng ngã xuống. Nhưng vào đúng lúc này, sắc trời một đạo thiểm điện như sắc bén dao giải phẫu tinh chuẩn cắt ở rồi lữ thụ cùng tín ngưỡng lý luận bộ ở giữa ngân huy bên trên, cái này ngân huy lại bị cứng trắng sinh sinh chặt đứt rồi. Một đạo thiểm điện lữ thụ hết sức quen thuộc là vĩnh hằng chi thương xuất thủ rồi, cũng chỉ có vĩnh hằng chi thương mới có thể như thế quả quyết như thế bá đạo. Khi Ngân Huy chặt đứt trong nháy mắt lữ thụ cảm giác vô cùng thống khoái, mà tín ngưỡng lý luận bộ người thì từng cái phản phất nhận bí thuật thất bại phản phệ giống như sắc mặt đại biến. Chỉ là, tự hồ chỉ có lữ thụ nhìn sạch, cái kia vĩnh hằng chi thương bên trên giày đặt vết trạng, cũng chính là trong chớp nhoáng này, lữ thụ mới rốt cục ý thức được co rang vấn đề đến cùng ra ở nơi nào lúc đó cùng cao đảo bình tân tác chiến thời điểm lữ thụ biết rõ vĩnh hằng chi thương bị đập ra rồi vết trạng chỉ là lữ thụ vẫn cho là vĩnh hằng chi thương sẽ cùng mình thi cẩu đồng dạng đặt ở tinh đồ bên trong tu dưỡng mấy ngày liền không sao rồi tiếp tục nhảy nhót tưng bừng nhưng mà sự thật cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau co rang ngày đó bỗng nhiên không còn chút sức lực nào kém chút ngã sắp xuống chính là bởi vì vĩnh hằng chi thương phía trên vết trạng đi. Hắn bỗng nhiên tay giơ lên, nhìn lấy trong lòng bàn tay cái viên kia trắng thụ dấu ấn bỗng nhiên ánh sáng sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất thiết thiết thực thực cảm nhận được rồi cái này mai trắng thụ tồn tại. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, sau lưng có rang vậy mà đã đổ vào rồi nước mưa cạn đổ bên trong hôn mê bất tỉnh. Nước mưa từ có rang trên thân tách ra, lữ thụ trong nháy mắt liền vì có rang chế tạo rồi một cái cự đại khô ráo hoàn cảnh, không muốn nước mưa dính ở trên người của nàng. Ở lữ thụ mắt bên trong có ràng là mỹ hảo, hắn không cho phép nước mưa đem co ràng biến chật vật như vậy. Lữ thụ đứng lặng mưa bên trong, trên cánh tay hắn, trên đùi vết thương lưu ra máu tươi đến liền bắt đầu khép lại cầm máu, trên mặt đất nước không ngừng nhảy hô ứng lữ thụ ý chí, lữ thụ bình tĩnh nói, nên kết thúc rồi. Một trận mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, khi bầu trời trong xanh xuất hiện lúc, mặt đất trình độ bị cấp tốc bốc hơi, bản thân cái này liền muốn đi vào mùa hè, không khí nhiệt độ liên tục tăng lên. Nhưng mà sau cơn mưa không khí cũng không thanh tân, Oristono nhà ga trên mặt đất chỉ có thi thể cùng vết máu khô khốc. Toàn bộ nhà ga đều đúng vậy, chỉ có quỹ đạo bên cạnh một khối nhỏ mặt đất sạch sẽ không nhún bụi trần, tự như là có thần rõ ở nơi đó ngừng chân qua. Oristono nhà ga một trận đại chiến kinh động vô số tổ chức, tín ngưỡng lý luận bộ mấy trăm tên sát thủ bao vây ở nơi đó lại không một may mắn thoát khỏi, mà bọn hắn đối thủ, chỉ có hai người. Cái này loại song phương về số lượng chênh lệch là để cho người ta trung động, nếu không phải tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo vẫn còn, chỉ sợ tín ngưỡng lý luận bộ danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tất cả mọi người coi là có cùng lữ thù sẽ chết ở Oristono, kết quả không nghĩ tới, sự tình chính như có biểu ca nói, toàn thế giới đều xem thường rồi cái kia thiếu niên. Có người bỗng nhiên ý thức được, một cái bình thường cấp B cường giả có thế có lợi hại như vậy sao? Nếu để cho cái này ít năm trưởng thành bắt đầu, chỉ sợ thiên la địa võng phải có cái thứ hai như là tân đình hầu khủng bố như vậy tồn tại rồi. Hơn nữa, cái này thiếu niên cần phải so tân đình hầu tuổi trẻ nhiều rồi. Có ít người theo bản năng vừa muốn đem cái này thiếu niên ách dết ở Sardinian đảo, ách dết ở cấp B, cũng có người bắt đầu dao động, đến cùng còn muốn hay không đối với cái này thiếu niên xuất thủ. Chỉ là hai người kia ở sau trận chiến này còn như bốc hơi khỏi nhân gian giống như biến mất ở rồi trong đêm mưa chẳng biết đi đâu muốn ách chết cũng phải tìm được trước bọn hắn ở đâu mới được có người muốn đi tìm lúc ấy ở khinh quỷ đoàn tàu bên trên lão thái thái bọn người điều tra nhưng mà rõ ràng quan sát toàn bộ hành trình các hành khách lại đều đang nói không biết rõ hai người hướng bên nào đi rồi bọn hắn ở trong xe nghỉ ngơi kia mà căn bản cũng không có chú ý phía ngoài chiến đấu tin rồi các ngươi tà trong xe hơn 10 bộ thi thể, các ngươi ở trong xe nghỉ ngơi. Cái này mẹ nó bày rõ rồi đúng vậy không muốn nói, nhưng các ngươi một đám bèo nước gặp nhau bình thường người vì sao phải giúp đôi tình lữ kia. Có người muốn ra trọng kim mua tình báo, kết quả bị lão thái thái cho mắng là cẩu huyết lâm đầu, có người muốn uy hiếp, kết quả lão thái thái kiên cường một thất, đơn giản không sợ hãi. Nói thật hát thủ Patrick rất nhất cả trứng, phía bên mình vừa tuyên bố muốn đuổi tới co rằng kết quả có Rang cùng người khác chạy rồi, đây cũng quá thật mất mặt đi. Cho nên lúc này hắn cũng muốn tìm tới lữ thù cùng co rang kia mà, hắn muốn nói cho co rang đất khách luyến cái gì đều là không đáng tin cậy, cái kia thiên la địa võng người chỉ định sẽ không lưu tại châu Âu A, so sánh với tới vẫn là hắn cách gần hơn một chút. Không riêng như thế, chỉ cần co rang đáp ứng, hắn đều có thể đem đến Thụy Điển ở. Hát thủ cấp dưới nghe lão đại ở cái kia nghĩ linh tinh, ngay cả đất khách luyến không đáng tin cậy cái này loại từ đều xuất hiện rồi, đơn giản phá vỡ hắc đạo tổ chức tam quan. Chẳng lẽ không phải đem nữ hài cướp đi liền xong chưa? Patrick nói các ngươi biết cái gì, hắn lại đánh không lại co răng. Hơn nữa hắn còn muốn cùng co răng hảo hảo giải thích giải thích, chính mình sớm đã không còn chạm qua còn lại khác phái rồi, liền ngay cả ăn đùi gà, nghe nói là gà mái hắn cũng sẽ không đụng. Sở hữu tổ chức, mặc kệ là đã đến Sardinian đảo, vẫn là đứng ngoài quan sát sự tình hướng đi, toàn đều muốn biết rõ hai người kia đến cùng đi cái nào rồi. Nhưng nơi này không là bọn hắn sân nhà, tới nơi này cũng đại đa số là cao thủ mang theo mấy chục người liền đến rồi, tính ngưỡng lý luận bộ xem như sớm bố cục mới có thể có nhiều người như vậy, nơi này cũng không phải bọn hắn sân nhà. Theo đạo lý giảng một bên bọn hắn đi cái nào tìm tình báo đều sẽ tìm địa đầu xa, mua A, đổi A, đều có thể cầm tới tình báo. Nhưng hết lần này tới lần khác Sardinian đảo địa đầu xà là Cateo, bọn này xông độc tự giác tỉnh giả còn đang biểu diễn tạp kỹ đâu, ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ biết cái gì là tình báo. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn đem những này người bình thường bắt đi tra tấn bức cung thời điểm, Cateo thủ lĩnh bỗng nhiên ra mặt đem người tiếp đi rồi, lúc này tất cả mọi người mới biết rõ, trong xe lão thái thái lại là Cateo thủ lĩnh mẹ, lần này ngồi khinh quỷ bắc thượng là mang theo thân bằng hảo hữu đi phương bắc thành thị nhìn con trai mình tổ chức âm nhạc tiết diễn xuất các tổ chức lớn đối với ca đều không còn gì để nói rồi đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức cái này sardinian trên đảo người bình thường có phải hay không cũng đều đi theo điên rồi khó trách cái kia lão thái thái cứng như vậy khí nhưng mà các tổ chức lớn cũng không nghĩ tới một điểm ca cho tới bây giờ đều không có lấy tay thành lập mạng lưới tình báo thậm chí ngay cả sardinian ở trên đảo đều không có một cái nào chính thức quản tình báo thế nhưng là sở hữu người bình thường đều là cơ sở ngầm của bọn họ bình thường tổ chức đều rất khó tưởng tượng loại tình huống này bởi vì bọn họ là cao hơn người bình thường cao cao tại thượng đối với người bình thường chẳng thèm ngó tới nhưng mà sardinian ở trên đảo không giống nhau ca teo giác tỉnh giả thủy chung lấy chính mình khi người bình thường đến xem thủy chung cùng người bình thường đều là bằng hữu cho nên có cái gì gió thổi cỏ lây sự tình người bình thường đều nguyện ý cùng ca teo giảng. Cơ hồ là cái này trong vòng một đêm, không biết rõ thế nào, toàn bộ trên đảo người bình thường đều biết rõ rồi đôi tình lữ kia bị truy vết nguyên nhân, các tổ chức lớn ngấp nghé co rằng trong tay thế giới thụ chi nhánh, cũng liền là vĩnh hằng chi thương. Cái này loại lời đồn phương thức rất cổ quái, tin tức nơi phát ra tựa hồ là phi thường quan phương, bởi vì không có Sardinian đảo cư dân đi hoài nghi tính chân thực, Tựa hồ đối phương nói ra rồi, liền là thật, sau đó liền truyền miệng làm cho cả trên đảo cư dân đều biết rõ rồi. Thoáng một cái Sardinian trên đảo cư dân cũng có chút cùng chung mối thù ý tứ rồi, toàn bộ tín ngưỡng lý luận bộ, hắc thủ bọn hắn chỗ phương Nam thành thị, trong lúc nhất thời sở hữu cửa hàng nhau nhau đóng cửa. Sardinian trên đảo bình thường cư dân cũng không nhau nhau cũng không nháo, đúng vậy đi gánh xiết thú xem biểu diễn, đi trên đường xem biểu diễn, đúng vậy không đứng đắn làm ăn rồi. Cái này làm, một số tổ chức đột nhiên thảm đến ngay cả cơm đều không đến ăn. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức tốt a. À. Mà còn lại thành thị, sở hữu tổ chức đến hỏi cư dân có thấy hay không một đôi tình lữ đi qua, những cái kia Sardinian đảo cư dân còn kém hướng trên mặt bọn họ nhổ nước miếng rồi. Nhưng là bọn hắn lại không thể tùy tiện giết bình dân, thật muốn đại khai sát giới đồ sát bình dân, đây cũng không phải là một cái đảo sự tình rồi, làm không tốt lý huyền nhất sẽ mang theo cơ kim hội người đến nhìn chăm chú bọn hắn vậy thì quá dọa người a à. lúc này lữ thụ mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai đẩy một cỗ xe lăn co rang ngồi ở trên xe lăn lúng đồng tiền như nở rộ bông hoa hai người cứ như vậy dạo bước ở oristono đường phố đầu. vào lúc ban đêm lữ thụ trên lưng co rang rời đi cái này giống như là vận mệnh luân chuyển lúc trước co rang ở thần tập pháo đài cũng là như thế này cổng lữ thụ rời đi Lúc này Oristono tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cơ hồ bị đồ lục hầu như không còn, mà co rang thân thể ngày càng sa sút lữ thù muốn mang lấy co rang ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại tiến về phương Bắc thành thị. Sở hữu tổ chức đều cho là hắn đã mang theo co rang rời đi nơi này rồi, lại không nghĩ rằng bọn hắn còn ở nơi này đi dạo. Nhưng mà coi như đoán được rồi cũng rất khó tìm đến, bởi vì bỗng nhiên trong vòng một đêm, sở hữu Sardinian đảo cư dân đều ở cho hai người bọn họ đánh yểm trợ tất cả mọi người rất kính nể lữ thù sở tác sở vi khi co rằng vô số tổ chức mơ ước thời điểm lữ thù đơn thương độc mã đứng ra mang nàng dết ra khỏi trùng vây tốt nhiều bác gái nghĩ thầm nếu là đôi này tình lữ chia tay rồi muốn hay không đem nữ nhi của mình cho lữ thù giới thiệu một chút lữ thù nơi đó có bán caramel co rằng nhất tay chỉ ven đường một cái cửa hàng biểu hiện trên mặt hạnh phúc mà ấm áp tựa hồ căn bản là không có đi lo lắng thương thế của mình lữ thù đẩy nàng hướng bên kia đi đến hắn hỏi muốn ăn cái gì khẩu vị co rang nói rồi hai cái từ đơn kết quả lữ thụ bên trong một cái vậy mà nghe không hiểu học bá về học bá nhưng từ ngữ lượng không nhất định bao quát sở hữu vẫn sẽ có ít thấy chữ kết quả co rang lại nói một lần hương thảo cùng sầu riêng sau khi nói xong lữ thụ sửng sốt rồi bởi vì lần này co rang nói chính là tiếng hoa tuy nhiên âm điệu có điểm là lạ nhưng đây tuyệt đối là tiếng hoa không sai a à. Co răng tự hồ có chút ngượng ngùng nói ra, rất sớm đã bắt đầu học tiếng hoa rồi, chuyên môn mời rồi tiếng hoa lão sư đâu, nhưng là một mực không tìm được học tập Trung Quốc món ăn địa phương, cái kia lão sư làm đồ ăn thật là khó ăn. Lữ thụ bỗng nhiên lúc này mới ý thức tới, có lẽ co răng một mực đang vì mình đi Trung Quốc làm lấy chuẩn bị. Đến mức đối phương tại sao phải đi Trung Quốc, lữ thù cảm thấy vấn đề này chính mình hỏi ra khả năng cũng quá xuẩn rồi. Lúc này hai người như cũ không phải tình lữ, Ai cũng không có đâm thủng tận kia giấy cửa sổ, tự như là ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi, cũng giống là mỗi người tâm bên trong cũng còn có băn khoăn của mình. Cho nên, lữ thụ ngươi về sau có thể dùng tiếng hoa cùng ta nói chuyện phím, xem như coi ta tiếng hoa lão sư A, trước đó ở tượng đảo di tích ngươi cũng đáp ứng ta rồi, thế nhưng là không làm được, ta thế nhưng là rất có lời nói thiên phú, có ràng cười nói nói. Lữ thụ gật gật đầu cười quay đầu đối với lão bản nói ra, một cái caramel, cảm ơn một cô gái nguyện ý vì ngươi học một loại lời nói, còn nguyện ý vì ngươi đi học Trung Quốc đồ ăn, Lữ Thụ nhìn lấy ngồi ở trên xe lăn co ràng có chút trầm lặng yên, nhưng trong lòng là ấm. Hết chương 700. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.